bắt cái gì nó lòi ra một cục. Hay lười làm việc nhà hay ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả đang xem chương trình. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Thùy Linh, năm nay em 27 tuổi và hiện là em làm nhân viên kế toán. Hai anh em mình tên Linh ha. Để xem bạn trai tên gì. Xin mời bạn trai. Chào anh. Chào bạn. Gì vậy? Làm gì nhút nhát như vậy? Bây giờ tâm lý sao, ổn định chưa? Giờ cũng hơi ổn định rồi. Tối qua có lo lắng gì khi hôm nay lên đây không? Cũng có anh. Hy vọng hôm nay gặp người như thế nào? Người dễ thương. Dễ thương, người gì nữa? Hiền. Gì nữa? Cũng thích em mà em cũng thích người đó. Tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thanh Hùng, năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp là kỹ thuật viên răng giả. Tức là nhà khoa đó đúng không? Dạ. Không nói chữ nhà khoa đi, tự nhiên kỹ thuật viên răng giả nghe nó ghê. Có vấn đề gì cần làm răng giả không? Dạ không, răng em còn khỏe. Răng còn khỏe lắm hả? Dạ. À, giới thiệu với mình một xíu về những sở trường của mình. Dạ, về ưu điểm của em á, thì về nữ công gia chánh như là thêu thùa may vá thì em đều làm được hết á chị. Giỏi vậy đó. Rồi. Dạ, rồi nói chung là biết quan tâm chia sẻ đến mọi người. Nấu ăn được không? Dạ được. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức chị. Quen nhau được bao lâu? Em quen khoảng nửa năm. Nửa năm à? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng gần 2 năm rồi. Công việc của bạn là làm một ngày 8 tiếng hả hay là như thế nào? Một ngày em làm khoảng 12 tiếng anh. 12 tiếng? Dạ. Dữ vậy? Dạ 8 sáng 8 tối. Rồi nhà bạn ở đâu? Em quê ở Bình Thuận, ở thì quận 10, đường Hòa Hưng. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình đơn phương năm lớp 9. Mới lớp 9 yêu rồi sớm vậy? Vậy là có một mối tình chính thức là cách đây 3 năm. Rồi người ta có người yêu mới chưa? Dạ giờ có chồng rồi. Có chồng rồi hả? Dạ. Thấy không? Vậy mình lỗ rồi. Thấy có vợ liền. Bây giờ muốn lấy vợ lắm chưa? Dạ em cũng suy nghĩ cũng sẽ lấy vợ trong khoảng thời gian 2 năm cái gì. Rồi Linh sao? Ý em là nếu mà được thì là 1 năm. 1 năm chứ 27 cũng cao rồi ha. Dạ. 1 năm là vừa còn sanh con nữa đúng không? Dạ. Sanh mấy đứa? Ba mẹ em muốn có cháu. Muốn mấy cháu? Dạ 2 thôi chị. Mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào? Thứ nhất là bạn nam đó là phải cao, nhìn người năng động, khỏe mạnh xíu. Giống như diễn viên Lương Thế Thầm đó chị. Rồi thứ hai là bạn trai đó phải là tâm lý. Dạ, có công việc ổn định. Bạn không thích điểm nào ở người bạn trai? Không thích thì em có 4 điểm. Thứ nhất á, là đừng có bảo thủ. Thứ hai á, là đừng có hút thuốc. Thứ ba là đừng có ba ha quá. Có nổ đó. Dạ. Nóng gọn là vậy đi. Dạ. Dạ, cuối cùng là đừng có xài giờ dây thun. Trai có bảo thủ không? Dạ không chị ơi. Hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ, có hút thuốc nhưng đã bỏ. Bỏ rồi. Có dạ. Ba hoa chích chòe không? Dạ không chị. Rồi cuối cùng có xài giờ dây thun. Dạ không em rất là trọng dự tính với lại sống thì rất là hài hòa. Rồi đó là yêu cầu của bạn gái, còn bạn trai yêu cầu như thế nào? Em thích một người mà bạn nữ ngoại hình thì trắng, tóc thì ngang vai và xuống, biết quan tâm chia sẻ hòa đồng, sống thân thiện rồi chân thành. Rồi gì nữa? Dạ vậy thôi anh. Vậy thôi. Dạ. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì tự lập. Sống nhiệt tình bạn bè. Khuyết điểm thì hay ngủ với lại lười làm việc nhà. Lười làm việc nhà. Dạ. Hôm nay mình có đi với người nhà không? Dạ có đi với lại em họ lại bạn. Em họ. Em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Nãy giờ bạn nghe câu chuyện với hai người, thấy hai người có hợp nhau điểm nào không? Có không hợp nhau điểm nào không? Em thấy hai anh chị cũng được. Ý của chị nãy giờ em theo quan sát thì thấy cũng giống ý của anh của em. Với lại anh của em á, anh hiền với lại anh nhát lắm. Có gì á, chừng sau này có về á, chị đừng ăn hiếp anh của em là được rồi. Ủa là ý nói cô chị này dữ lắm hả? Hiền khô. Không, giờ em thấy chị này á, chị có vẻ là chị thật thà với lại là chị cũng lanh. Nên là em thấy anh của em á, cũng hơi rụt rè. Lép vế được phải không? Lép vế phải không? Em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với em trai em. Em trai, dạ, rồi em trai đâu? Dạ em chào Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Một người đàn ông nhận xét một người đàn ông.
Anh này thì em thấy là ảnh vui, cũng không tệ, nhưng mà cứ hơi nhát. Thì nói theo cảm nhận em thì thấy hai người chắc hợp. Còn về học hay không thì đó do chị em quyết định nữa. Rồi, cảm ơn em. Cô bên đây. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Anh kia đúng anh Hiền á. Dạ. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là mình nhỏ nhẹ nói làm quá không giật mình bỏ chạy luôn á. Không bỏ luôn, quá trời luôn luôn. Em có nghe ảnh nói là ảnh lười làm việc nhà. Đó đó, cái đó đó. Nhưng mà em la cũng là không sợ à. Bây giờ chưa có ai la đó, ham ngủ chứ không làm việc nhà được. Ha. Dạ vâng. Được, anh này dễ thương được. Nhưng mà hơi bụng hơi bự chút chứ, chắc uống bia rồi. Vậy? À, uống bia. Ngồi nhóm được bụng vô nha. Bụng bự lắm hả? Trời chị. Hóp vô để. Hóp cái gì nó lòi ra một cục vậy mà lo hóp cái gì nữa, một cái bụng gì mà hóp. Hóp ở chỗ nào? Một ruột cũng to dữ ha. Làm biếng lắm hả? Không phải làm biếng mà em làm đi làm nhiều á. Cái em rảnh cái em muốn ngủ á. Không, mà nãy giờ nghe qua cái màn thôi thì cảm nhận cô bên kia. Em thấy sao? Bạn đó là hiền nhỏ nhẹ. Bây giờ trước tiên mình phải đánh cái vòng ngoài trước, thuyết phục em trai dưới trước thử coi. Chào bạn. Bạn cái gì? Em chứ bạn cái gì? Mạnh dạng lên coi. Chào anh. Chào em. Đầu tiên là anh gửi lời sức khỏe đó em, tốt. Em thấy anh sao, có cảm nhận có phù hợp với lời chị của em không hay là sao em? Dạ thì em thấy là hai người cũng hợp nhau rồi đó. Còn hợp hay không thì ghé bức màn lên mới biết được. Trời, nếu mà em thấy có cái gì đó thì em có thể nói thêm vô giùm anh. Chứ anh thấy chị như vậy, chị em anh cũng có cái đó cũng thích ở cái khiêm nhường. Trời ơi, cái ông này không có gắn hột xoàn cái răng đúng không? Giờ tôi thấy gì chiếu. Bạn nghề nghiệp chị. Gắn chị cái nha. Dạ, ngày mai gặp chị. Chị gắn hết được không? Dạ được, đẹp luôn chị. À, nhớ nha, hứa nha. Dạ, hứa. Gắn hột xoàn tôi nha. Dạ. Hứa rồi đó, tôi qua tôi nói vô giùm cho. Được, hiền lành nhát. Đừng có nhát. Mặt mày đẹp trai. Chưa? Ha. Răng gắn hột xoàn. Mạnh mẽ lên nha. Yên tâm đi. Cô bên kia cũng mạnh mẽ lắm á. Cô kia rất là bản lĩnh nha. Về là coi như là... Rồi, cho 2 phút gặp nhau đi anh Linh ơi. Chuẩn bị, kéo mặt lên. Rồi, 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. Em có gì muốn hỏi anh trước không? Bỗng. Mới quà. Cảm ơn anh. Mốt chừng nào hẹn hò kéo tôi đi theo nha. Dạ. Anh cảm nhận em sao khi kéo màn lên? Anh thấy em cũng dễ thương. Ừ. Nói chuyện nhỏ nhẹ nó cũng giống cách anh cũng hay nói chuyện vậy. Anh thấy em cũng khiêm tốn vừa phải. Anh thích hay không thích? Là anh thích vậy. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh một ngày anh làm 12 giờ. Vậy nếu mà có bạn gái thì hẹn hò sao anh? Thì anh dự định của anh sẽ sắp xếp thời gian những lúc mà anh đi rảnh sẽ dành thời gian cho bạn gái. Dự định anh tương lai anh sẽ cố làm chủ bản thân để vượt khỏi cái thời gian đó để dành cho gia đình. Vậy là mình hẹn hò khoảng từ 9 giờ tối trở đi hả? Nếu mà chủ nhật thì 5 giờ anh nghỉ, có tuần anh nghỉ. Ngày. Cảm nhận anh nào có phù hợp với em không? Có muốn hẹn hò không? Dạ, em thấy anh cũng dễ mến. Nhưng có điều hơi nhát xíu. Có lúc anh nhát, có lúc anh cũng gan. Lúc nào gan, lúc nào gan. Lúc gan là lúc nào? Lúc nào? Lúc nào gan? Cái lúc đó chỉ có cho bạn biết thôi. Lúc gan lúc nào nói luôn đi. Lù khù, dắt cái luôn chạy. Đó, mạnh mẽ gì lên, đúng rồi, phải gan lên. Hấp bụng vô. Để tự nhiên đó. Cô nhậu dữ lắm hay sao bụng bự vậy? Dạ cũng hay nhậu vậy, hay uống bia với nói chuyện công việc bạn bè. Nãy nói gì mà làm chủ bản thân gì đó, vượt qua bản thân gì là gì chị không hiểu. Em cũng không hiểu. Không hiểu sao mà hỏi. Làm như nó chồng của tôi vậy. Giải thích cái chị vượt qua ý, bản thân. Ý anh là thích kinh doanh. Trong anh làm nghề cũng lâu năm rồi. Trong khoảng thời gian công việc nó chiếm cũng nhiều. Yeah. Thời gian tới sẽ muốn kinh doanh một cái gì đó để làm chủ được bản thân. Em thì em không thích đàn ông lười biếng đâu anh. Yeah. Lười công việc nhà. Em rất là thích đàn ông biết nấu ăn. Anh thì sao? Anh thì anh biết chế biến món ăn ngon.
biết làm những món ăn ngon. Là biết nấu ăn hả? Nhưng mà này... anh ít nấu thôi. Sau này có bạn gái, anh có hạn hạn chế cái khuyết điểm là lười làm việc nhà không? Nếu mà ấy thì bạn gái có ý kiến thì anh sẽ hạn chế được chuyện nhỏ mà. Nó lúc nó chưa có người yêu, giờ có rồi mình hứa với người yêu gì đi. Nếu mà mấy chuyện việc nhà bớt nút hơn việc nhà mấy chuyện nhỏ, anh nếu làm thì anh làm vẫn được chứ không gì hết. À, anh không thích làm thôi. Đúng rồi chị. Tỏ tình rồi gì thuyết phục ta đi. Em có muốn hẹn hò với anh không? Không, không hỏi cái đó, trời ơi. Sao không hỏi chứ? Đừng có hỏi đó, đừng á. Mình thấy... chứ em lại muốn rồi đó. Muốn lắm chưa? Cũng muốn lắm rồi. Muốn lắm rồi hả? Giờ phải thuyết phục đi, đừng có nói hẹn hò rồi, ta nói không cái là hết. Anh muốn tìm hiểu em. Muốn... mình muốn tìm hiểu hơn để hiểu nhau hơn. Hứa cái gì người ta mới cho tìm hiểu chứ. Hứa về anh sẽ không có lười biếng nè, không có ở dơ nè, không có gì đó, hứa lại đi. Thì những cái điểm em thích như là anh làm việc nhà đó, thì nếu mà quen nhau thì anh sẽ bỏ được chắc chắn. Anh sẽ chuyện đó, cái chuyện nó cũng nhỏ thôi, không có lẽ gì hết. Rồi hết thời gian rồi. Mệt ghê vậy, chờ không đi bằng được một câu gì hết. Nói đại. Rồi suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Trái tim đã có màu đỏ rồi. Nắm tay nhau một cái coi gì mà rung dữ vậy, nói chuyện nhau xíu xìu xiu à. Cảm thấy sao? Mình thấy ấm áp. Má anh coi. Dạ thôi anh nắm tay lại. Cũng thử coi có rớt một sòn này răng không? Không. Anh Hùng nha. Xin cái gì? Xin cái gì? Không đi. Hùng giống hổ. Rồi xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilex. Chúc hai bạn thật là vui vẻ. Cảm ơn. Mình luôn à. Tôi nãy giờ tôi nhào vô rồi đó. Đây, nói cho vui thôi. Chúc hai bạn thật là nhiều không gian lãng mạn trong lúc xem phim ha. Cố gắng lên mặt trai nha. Mạnh mẽ lên. Bạn gái rất là xinh đó, đừng bỏ qua cơ hội này. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chị Huyền Linh và khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Anh Thảo. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ, em ở quận 7 luôn ạ. Rồi, công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nói mắt á. À, lông mi á phải không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào Huyền Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi à. Em đến từ Việt Nam à. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ em ở Sài Gòn anh à. Sài Gòn ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn rồi. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên quảng cáo thiết kế bảng hiệu hộp đèn á chị à. Cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. À vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ đang rung anh. Thoải mái lên. Thôi hát bài cho đỡ rung đi nào. Em không biết hát. Không biết hát, bạn nữ hát đi cho nó đỡ rung coi. Bây giờ bạn trai rung quá rung rồi. Em hát không được hay anh Linh ơi. Kệ nó, không hay vui cũng được nữa. Xin trả lại thời gian. Rồi, mời em. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xa anh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Trần lên nén suy tư, bao năm thầm kín chốn thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe
trái sầu rớt vào tim. Rồi xong. Được rồi, mới giao lưu buổi đầu tiên hát xin trả lại rồi. Thôi vậy cũng vui đi. Rồi đỡ rung chưa? Đỡ rung cho em trai. Dạ bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung thì em đi chơi cũng nhiều mà. Nhưng mà cái mà đi phượt á, thì em lên kế hoạch thì cái nói là đi luôn à. Ủa là ưu điểm á? Ý là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. À, tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà em hẹn bạn đi chơi, thường thường hẹn 7:30, 8 giờ, 8 giờ 15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường. Là biểu tới nhà đón, rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi. Chứ không thôi là mình ra đường mình đứng thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ em biết lắng nghe và chia sẻ, cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn khuyết điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, một người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất khoảng 5 rưỡi chị ơi, tại hai người không cùng quan điểm sống á chị, thì một người nói một đường, người làm một nẻo nên thôi em cho lên đường luôn. Thôi lên đường luôn hả? Dạ, quyết định cho lên đường luôn hả? Chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? 13-14 tháng rồi đó chị ơi. Giờ quên luôn, quên hẳn chưa? Nói chung chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á à, dữ vậy? Tại chặn trước anh. Rồi bạn gái, em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Đúng nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà. Nhưng mà khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á, thì em liên lạc lại. Nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi. Tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm. Nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi. Rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa mệt nữa à. Trời ơi, mà tôi nói thiệt á, mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn. Bắt trời nó hợp lắm cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi làm chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi. Yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi thân ạ. À. Em tuổi thân luôn. Tuổi thân luôn hả? Song thân. Song thân. Song thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ biết quan tâm và lắng nghe á chị. Cũng đừng có nóng tính quá. Biết chăm sóc, quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không hút thuốc chị ơi. Có nhậu không? Chỉ có nhậu gặp khách hàng nhậu một cái chai thôi chị ơi. Xã giao được không em? Dạ được. Rồi. Với lại là hay nói tục á chị. Em không thích nói tục. Nói em hỏi anh có nói tục chữ thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục không anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ, vậy em yên tâm rồi. Có chữ thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1m53 được rồi chị ơi. Em có 1m50 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi, được. Tóc dài. Có, gì nữa? Da trắng nha. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá em đen rồi. Cứ có đi rồi hồi có hay không tính sao. À, mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ cao khoảng 1m65 là được chị. Đừng bụng bự hói. Đó này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó. Nghe nó hói hói là tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Có là lên anh tràn qua rồi. Có hối là tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được. Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chị. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chứ không. Nhưng mà nhà em ở đâu, rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại không? Nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Nhưng mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Ủa làm gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng. Mới bút mà còn phòng em mốt chưa xây. Là mai mốt xây vô đó luôn. Cho sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng hết trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị.
Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Vậy ha, phòng em là phòng số mấy? Đâu có số phòng đâu chị. Tại nhà có 4 phòng thì hỏi phòng số mấy để... Phòng em trên lầu 3. Lầu 3 để vô lộn phòng mất công hiểu không? Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Dạ Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời. Dừng. Được rồi. Trời ơi, chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4 5 anh em rồi á. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn mà có điều cố gắng ăn thử. Vậy làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày lao 3 tầng từ trên dưới, mốt xây thêm cho út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em vậy em lao chứ em teo thiếu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Trận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó trận Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh, chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Yeah. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Rồi bữa nay mình có đi với ai không em? Em có đi với lại hai người bạn thân và một chị đồng nghiệp. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em là bạn của Thảo, em hay nhận xét thì bạn này cũng được thẳng thắn và vui vẻ. Bạn Thảo là một người dịu dàng, nhỏ nhẹ cho nên cái gì thì từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Hai bên hãy tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Đi với ai? À, em đi với mẹ, với bạn thân, với dì. À có mẹ gì hả? Mày gặp mẹ trước đi. Chào anh Biện Linh, dạ, chào cô. Chị Tắc Tường. Chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình thấy cháu cũng được, cũng hiền, thấy cũng hai đứa cũng hợp nhau. Mà đến đây là cái duyên rồi, tùy tụi nó thôi. Dạ, mà có điều cô nói một tiếng nha, bé nó yên tâm chứ nó sợ nó lao nhà từ lầu 3 xuống. Chắc không có đâu. Xỉu luôn hả cô? Không có đâu. Không có hả cô? Dạ. Phòng ai nấy lao hả cô ha? Đúng rồi. Phòng ai nấy lao nha. Nói chuyện với cô đi, chào cô đi. Dạ, anh chào cô à. Thấy dễ quá bé hả? Cũng hiền lắm. Bé hiền. Mẹ dễ. Mẹ cũng hiền mà. Mà mẹ chồng tương lai với con dâu dáng cũng giống nhau á. Dễ thương như nhỏ con vậy ha. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà. Các bạn cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương, ấn tượng. Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây? Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu Là Cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới, chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương rồng thì nói chung là hãy đến và mang em đi. Dạ. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quá dữ. Hãy đến và mang em đi. Mai mốt ai có người yêu tặng cây xương rồng nha. Hãy đến và mang em đi. Yêu là cưới. Để tôi về tôi cũng mua cuốn sách này tôi đọc. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu. Nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Vậy em thích đi phượt? Dạ, em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ, được. Đi tới đâu em thì xe buýt không được rồi. Em thích đi xe máy. Vậy mốt sau mua xe hơi. Thôi đi xe máy anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa trời gió là sao? Dạ tắm luôn. Mua xe hơi tao khoét cái lỗ chứ. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bên này anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ trời con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi chưa. Má má, bạn gái con vậy được không má? Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên là được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không má?
Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không, không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt á, là hôm nay á, kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà cái ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó. Nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới chị. Suy nghĩ chưa tới. Chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nè. Nắm tay. Lạnh lắm lắm. Hôn nhau đi hai bạn. Dạ rồi, em thấy nè. Cảm ơn ha. Đây, vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng anh gửi tặng các bạn. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nắm tay nhau thật chặt. Có giữ tay nhau lâu. Giữ tay nhau lâu. Đi đi hai đứa. Xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả? Ở đâu? Em dạy ở đâu? Dạ, em đang ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Quân và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê gì? Em... Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em ở Bình Định. Dạ. Wow. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Ha. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Yeah. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao. Và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa. Nên sau một thời gian lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha kho tại vì răng của em nó không được đều quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho các bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khứu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được á. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên.
cầm hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và... Hát hay không? Nói hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền. Tại vì cô à. Giáo mầm non á, cho nên rằng á là... Có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không? Em hơi hồi hộp, cái nước thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Ừ, dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. À? Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? À, em có 2 mối tình ạ. À. À, mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha? Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Chào em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em 1m8 ạ. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa. Cái tính cách của anh đó như thế nào nữa chị? Có tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Tụi không? Dạ không chị. Không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em đưa cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa gì vậy? Không. Gót có màu vàng rồi. Chết hay rồi. Quá. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi. Hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị hai ơi. Nghĩa là nó. Chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn cái chân đẹp, em có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị nhắc. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót cái này lên chụp hình gửi qua bển ơi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng rất lẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi nó coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng dạ, đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái chân này nè chị, cái... nào? Cái mu bàn chân, thiện cảm hơi nhiều được không? Lông chân, ít thôi chị. Gì nữa? Dạ, em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không muốn bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít quá chị. Ít chút đỉnh thôi. Chút lông hả? Thôi giật giá thôi, giật giá. Ở chân lên cứ chụp luôn coi. Rồi. Kiếm cho chị kỹ nha chị. Coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, đây, đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Ta đẹp, ta có quyền. Gái. Em thì em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá có chụp. Duyên rồi. Với quá cái mặt mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Ừ, không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi, không có nhiều. Được rồi. Nè, đi nè. Chụp hình giống nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay toàn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Dạ, được rồi. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, coi lắm đồng tiền không à. Cười coi, cười coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ á, hỏi người mình... thân thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Hồng Quang. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bé Như.
Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã bé Như ơi. Được ạ. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh và chị. Rồi mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đó nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giới à. Giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha. Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập, hơi loạn. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Và cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên anh muốn có một cái người yêu của mình á biết quan tâm chia sẻ. Và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên. Cho nắm tay nhé. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình thấy không? Hai bạn vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái, cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em không nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, em cảm ơn chương trình. Chúng ta lấy tay vào bài hát thôi. Nào. Chuẩn bị, chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng... Trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn nữ. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương, hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó trong... cực kỳ thật thà luôn. Đúng bé rồi này. Chúc mừng hai em. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén.
và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi chúc mừng hai đứa, nào hãy nắm tay đưa đi để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Rồi đây, mời các bạn, cây hạnh phúc này hãy vun trồng nó nha. Cũng giống như cái tên của em thôi ạ, trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành. Dạ, thì theo lái gái theo chồng mà, anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Có đông người thì anh cũng lâu lâu mà có một mình chắc phải tiếng ạ. Rồi rồi, chắc mọi thứ anh gắt đôi hơn em hả? Hai bạn này cứ giống như là sanh ra để cho nhau á. Đúng rồi, chúng ta hy vọng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhá. Đúng rồi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào cùng em. Toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn, em đến từ Ninh Bình. Năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Cimex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UVCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Ồ, thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng mà, anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Dạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Bốn là... điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. Có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh lại gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hả? Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây hai cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mà ăn lâu nói tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển, sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em khi mà em làm cái gì thì em điềm đạm rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam, bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Ồ, vậy thì thoải mái rồi. Em hãy nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi. Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm.
Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm đồng nghiệp như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán, chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay à? Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy ạ. Thôi chúc tự bên kia kiểm tra đi. Anh người lên kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi, nhiều khi em mù quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à. Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Dạ, em cao 1m65 ạ. Chuẩn luôn. Dạ, chuẩn luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình, cảm thông, cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao ngon nha. Lành đó. Dạ em chào anh. Ô chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi, anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? Anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái cười được biết. Bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Vốn là con út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn. Người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà, nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho anh ta đi. Trời ơi. Thôi mở rào. Chào anh. Dạ em chào anh. Có bông hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì yeah, em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ anh có rồi anh. Con tặng quà cho. Thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh nhớ gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ. Anh cảm nhận cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục về tập quán về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah, món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em.
anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó, nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi, mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Anh thử coi bàn tay. Dạ. Có đẹp không? Dạ, dạ được ạ. Cô trước thì bàn chân, cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được. Nói nghe nè, em có phải là người kỹ tính không? Dạ rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào thì đang cho bạn hiểu được mình hơn. Có cái tính là hay quan sát, hay xét mét. Nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vài ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu vài trường hợp. Tại vì biết em thích sự dịu dàng, ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Khi mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Cái em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi, anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá, nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Dạ. Tại lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Trời, rất là ngọt ngào luôn. Tại ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của em. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào, như trong hồ sơ em đăng ký sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không? Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở, dẫu thời gian hai mái đầu bạc phết, vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Vừa tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đã. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Lời ghê, đi một về hai.
Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn. Chào anh Linh, chị chào chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Hiếu, em 28 tuổi. Em đến từ Nghệ An, hiện tại em đang làm việc ở Bình Tân, ngành xuất nhập khẩu. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Phạm Thị Mai Sương, em đến từ Đồng Nai. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại thì đang làm việc ở Phú Nhuận. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì em? Em biết may vá chị, tính tình em vui vẻ. Còn điểm yếu thì em hơi hậu đậu chút xíu. Em không biết nấu ăn. Ủa, biết may vá lại không biết nấu ăn? Dạ. Ai ngộ vậy? Hồi xưa giờ ai cũng hỏi em câu đó hết đó chị. Thật ra xưa giờ em là đầu bếp chính không à. Ở trong nhà lúc nào em cũng nấu ăn mười mấy năm nay luôn á. Nhưng mà đồ ăn em nấu chịu khó ăn thì cũng được. Bạn trai bên kia mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, cũng dễ nói chuyện, vui tính. Nhược điểm của em là hay quên. Quên luôn. Anh ở Sài Gòn được không? Chứ giờ về quê thì em không biết làm cái gì hết trơn á. Anh dạy cho. Chắc là em cấy ruộng được không? Cấy lúa. Dạ em có thấy qua rồi, em có thấy rồi. Chắc là em học cũng nhanh á. Nhưng anh đừng bắt em nấu cơm. Anh cũng chả biết nấu cơm luôn. Anh em mình là hợp nhau đấy. Vậy thôi đi ăn tiệm cũng được anh. Rồi bây giờ bạn gái, sắp tới thì trong đầu bạn suy nghĩ bạn sẽ tìm một mối tình, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dễ tính một chút, hay nhớ dai một chút để nhớ giùm mấy cái đồ đạc em hay để ở đâu. Bên kia nãy quên đó. Không sao đâu anh, thì mai mốt chắc là em để em viết note lại. Cao thì đương nhiên là càng cao càng tốt, nhưng mà 1m65 cũng được, tối thiểu là 1m65. Mình chỉnh chu trong ăn mặc chút xíu, nói chung là em cũng không cần phải đẹp dữ lắm đâu, nhưng mà mình để ý ăn mặc gọn gàng, lịch sự, nói chuyện thì có duyên một chút. Đó, nãy giờ anh nói cũng có duyên đó, nói ra ai cũng cười chứ đó. Được rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều rồi, nhiều khi không có để ý rồi mà tính em hay giận á. Thích được giận và thích được năn nỉ. Có thường em hay nói nhiều không em? Dạ, em nói nhiều lắm. À thế thì chắc là anh ít nói. Vì trong người anh nó hai quan điểm. Là khi một cuộc nói chuyện thì lúc nào anh cũng muốn là cuộc nói chuyện đó nó vui vẻ. Nên thường nếu mà em nói nhiều thì anh sẽ lắng nghe. Em mà không nói thì anh sẽ chọc em cười. Bên kia nghe thấy được đạt được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn bên này đưa ra? Theo em khoảng 80 chị ơi. Cao dữ vậy đó hả? Bên đó đưa ra tiêu chuẩn lại coi. Bạn nữ cao tầm 1m56 trở lên. Rồi có luôn. Da trắng xíu. Dạ em không có được trắng lắm. Trắng xíu thôi mà. Đúng rồi, trắng xíu thôi. Suy nghĩ nó năng động tí, có nghĩa là một người của gia đình, nhưng mà khi ngoài xã hội lại là một người năng động. Với tính cách đừng có cảm ràm quá. Những người ta thường nói là giàu vì bạn mà sang vì vợ á. Em muốn người vợ như vậy. Sao nó trừu tượng quá vậy? Để em qua coi có sang vì vợ không. Ô chào em, dễ thương, sang vì vợ được đấy. Anh nãy giờ nghe anh kia em tưởng tượng ảnh là người thế nào? Em cảm giác chắc cũng hơi cao cao ấm ấm. Cao cao nhưng mà tính cách nãy giờ nói chuyện em có thích không? Em nghĩ là hơi khó tính. Anh dễ lắm. Một cái mẫu người chuẩn nào không để anh coi có giống không? Hơi cao xíu nha, em thích Quang Bảo với Hứa Vĩ Văn. Nãy anh kia anh yêu cầu là một người vợ của gia đình, nhưng em lại không có biết nấu nướng gì hết trơn. Dạ không, em hồi xưa giờ làm đầu bếp chính, nhưng mà quan trọng là người ta có chịu ăn đồ ăn em nấu không. À vậy thôi, còn may vá kêu thùa thì tốt rồi. Dạ. Hả? Chăm con tốt không? Em có kinh nghiệm chăm em bé. Hồi xưa em nuôi cháu em á. Ví dụ như hai đứa thích nhau rồi, bao lâu thì em cho anh bước tới? Như em nghĩ á, thì khoảng 1 năm là được. Nhưng mà mẹ em thì em nghĩ là mẹ em càng sớm càng tốt. Mẹ em hối lắm hả? Rồi. Dạ. Vậy anh qua anh hối anh này luôn cho gấp luôn. Mẹ hối rồi đó. Dễ thương đấy em. Dạ. Anh thấy về ngoại hình là được đấy. À, em có cái tật xấu gì không? Xấu em nghĩ là nhiều lắm. Nhưng mà giờ nói thật là cái tính em nó cũng hay quên. Giờ quên hết rồi. Thế là chắc là tốt không à? Sao ốm quá vậy? Không ốm đâu nha, tướng này được đó. Cao mét mấy? Em 1m7. Mình là lập nghiệp ở đâu, định sống ở đâu? Định hướng của em thì một là Sài Gòn, hai là Bình Dương. Ở thì em ở muốn ở Buôn Ma Thuột. Gì tùm lum vậy? Định hướng sao nó lan man quá vậy? Sài Gòn thì kinh doanh, không được thì về Bình Dương làm công nhân. Còn nếu không được nữa về
buôn Mê Thuột làm rẫy. Nhưng mà bây giờ bạn gái là bạn chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, tại vì bạn làm cái nghề gọi là bạn chụp bạn tiện máy giá, thì ý em sao? Thì nếu mà bạn gái ở đây mà tiện lợi cho bạn gái phát triển thì mình ở đây thôi. Mình cũng phải phát triển chứ, không lẽ dạ, ở đây em thì bạn phải gái nuôi mình thật sự. Nhưng mà ý chị thấy em là phải bây giờ trước tiên cái chuyện 10 năm 20 năm nữa tính sao. Nhưng bây giờ đàn ông hiện tại giờ mình hỏi định hướng của bạn hiện giờ là cái gì, thì bạn phải có kế hoạch hiện tại, kế hoạch năm nay là dày, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm. Em thấy ở thành phố rồi gì Đồng Nai rồi gì Đắk Lắk tùm lum. Mà mối mà khó quá hả? Em là ngành về gì? Em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Xuất khẩu thì anh nghĩ thành phố nó có tốt hơn chứ? Dạ, thành phố Sài Gòn thì nó tốt hơn. Ừ. Dạ. Nhưng mà xuất nhập khẩu thì cũng rất là năng động ấy nha, mới làm được cái ngành đó. Dạ, em muốn kinh doanh cái gì đấy thì ở đâu nó thuận tiện thì em ở đó thôi. Cái gì là cái gì? Chắc là đồ uống. Ví dụ như anh muốn kinh doanh cái anh về anh quản lý sắp thời trang cho em đi cũng được. Thế thì quá tốt rồi em. Tại vì em chỉ có khả năng may vá mẫu mã rồi thôi, còn quản lý là em rất là tệ. Còn thật sự là Bình Dương hoặc là Buôn Mê Thuột cũng không thành vấn đề, tại vì nếu như mà mình giỏi thì mình ở đâu cũng được, nhưng mà ở Sài Gòn thì vẫn tốt hơn, tại vì em ở đây cũng 10 năm rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị ạ. Rồi chào em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn ở trường quay. Em thấy anh thì cũng năng động, tính tình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nói chuyện thì cũng hoạt bát. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua người nhà của em đi. Em đi với bạn em. Em là bạn đồng nghiệp của anh Hiếu. Trong lúc làm việc á, thì anh Hiếu là người rất là vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ các anh em trong phòng. Theo em cảm nhận á, thì anh Hiếu là một người có nội tâm rất là sâu. Thì về bạn nữ ở bên cạnh á, thì em thấy là bạn rất là dễ thương, có suy nghĩ rất là thấu đáo. Chắc là sẽ bù đắp được những cái phần quên của anh Hiếu. Nếu là nhiều khi anh hay quên nên anh nói lời nói anh không được rõ ràng, nên có thể gây hiểu nhầm cho mọi người. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Sáng lên nha. Chào em. Em cũng có một món quà muốn gửi anh ạ. Anh thấy em có dễ thương không? Rất dễ thương và màu áo cũng rất hợp với con gấu. Dạ, dễ thương vậy thôi mình thương đi anh. Dạ. Tặng con gấu dễ thương ha. Món quà bạn gái tặng gì đâu, em mở ra xem thử coi. Đây là cho chính tay em làm. Ồ. Anh có thể thử, em nghĩ là vừa đó. Em thiết kế luôn đó hả? Dạ, do em may luôn. Đẹp quá em. Dạ dạ. Chúng ta có 2 phút, bắt đầu. Anh rất chung thủy trong tình yêu. Anh quen người nào thì anh sẽ lấy người đấy. Dạ. Vậy em quan niệm như vậy nè, không có tình yêu sét đánh đâu. Cái gì nó cũng phải có thời gian hết á. Thì mình sẽ có một cái thời gian để mình tìm hiểu. Thì theo anh nghĩ thì mình còn thời gian ở sau đó mà. Dạ đúng. Thì mình có thể tìm hiểu nhau. Cái phút ban đầu nó quan trọng lắm em. Chúng ta gặp nhau, chúng ta gieo cái gì cho nhau hết sức quan trọng. Nên bây giờ chúng ta có 2 phút. Bạn làm sao nói chuyện chứng minh cho bạn gái được rằng bạn chính là người yêu lý tưởng, là một bờ vai vững chắc có thể để cho bạn gái dựa vào và tin tưởng điều đó. Thật sự là ở trước đám đông em rất rung luôn đấy. Em chưa bao giờ em hát trước đám đông. Thì hôm nay em hát một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi trở về một đêm trăng nào tới. Đợi chưa vàng. Đợi. Không sao đâu anh. Tại vì em bình thường thì em rất là nhát. Nhưng mà khi mà trước đám đông thì em cũng có một cái gì nhất định. Em không có rung nhiều. Cho nên là có thể là bù trừ được. Em thấy thì ví dụ là về ngoại hình, về chiều cao đủ yêu cầu của em. Về nghề nghiệp, con người thì phải có thời gian để tìm hiểu. Nhưng mà về bước đầu thì em cảm thấy là người này cũng thanh lịch, cũng dễ nói chuyện. Vậy là được rồi. Anh cảm ơn. Cảm nhận được anh đầu tiên là em rất xinh, cảm dễ thương, anh. Nói chuyện cũng thoải mái. Trước giờ anh có bao giờ đi xem phim một mình hoặc là đi cà phê một mình chưa? Anh có cái tật xấu lắm là anh ít khi mà anh đi một mình lắm. Trước giờ em rất là hay đi xem phim hoặc là đi cà phê một mình. Có thể là nếu như anh có cái tật là đi hai mình thì mình đi chung. Sau này chắc là anh theo kéo. Anh cũng ít đi nữa. Mong là có em thì chắc là anh sẽ đi nhiều hơn. Tại vì em thích đi ra đường lắm.
Tại vì em làm ở nhà tại nhà luôn á, cho nên là em rất cần người ta dẫn em đi ra đường để cho đầu óc nó không có bị chết. Đúng rồi. Vậy thì em có hẹn hò thế nào với cái khoảng cách đó? Anh ở đâu ạ? Anh ở quận 12. Em ở Phú Nhuận. Có thể là hẹn ở Gò Vấp cũng không sao. Sợ dễ quá hả? Lên Hồi Giáp hẹn hả? Ta hẹn đại quận Phú Nhuận cho nó xuống đi. Chắc là em xuống Phú Nhuận em chở lên Gò Vấp. Đúng anh. Rồi. Anh có đi đi phượt chẳng hạn, anh có đi không? Anh rất thích đi. Dạ. Nhưng em mà cũng thích. Anh chưa có đi. Chưa có người để đi. Tại vì em cũng từng đi một mình, rồi cũng có đi với bạn. Thì nếu mà hợp thì có thể đi chung. Anh đang tính gần đây thì nếu em mà rảnh thì sắp xếp thời gian á thì xuống tàu chơi với anh. Mình cũng đi xe luôn. Thì nó cũng thứ nhất là nó cũng gần, và thứ hai ở dưới đó là anh đến ông anh bà chị chơi thôi. Nhưng mà nếu mà em có dịp thì hai mình đi chơi thoải mái đầu óc. Với lại là em có một yêu cầu nữa là ví dụ như cái người nam á phải giỏi một chút, phải tháo vát công việc một chút. Ví dụ như trong gia đình họ hàng có đám tiệc có này kia thì mình phải là cái người xốc vác chạy đi làm, chứ không phải là cái người ngồi đó uống trà và đợi người ta sắp xếp ra. Đó. Cái đó thì anh ok luôn. Dạ. Vì anh thường thường nói người lớn hoặc là làm việc gì là anh thường thường anh tự túc anh làm không à, mà anh nhìn anh làm. Dạ. Chứ anh không bao giờ để người ta nhắc nhở mình làm. Tại vì lúc nào mà em cũng dặn là tới đâu làm cái gì thì cũng phải xốc vác, cũng phải làm cho người ta thương. Bây giờ nếu mai mốt mà hai bạn lấy nhau thì cái chuyện cơm nước trong nhà là ai nấu, tiền bạc trong nhà ai quản lý? Về tiền bạc thì chắc là em cho bạn gái chị ạ, vì tiền bạc em quản lý kém lắm. Dạ không sao đâu, em giữ tiền được lắm. Anh quản lý rất kém. Mà em thích giữ tiền nữa. Nấu ăn hay là dọn dẹp trong gia đình thì em nghĩ là giờ nó bình đẳng giới rồi, mà giờ mình làm một cả riêng một mình á thì nó bảo là không bình đẳng, nên thôi là mình chia đôi ra đi em nhỉ. Dạ, nhưng mà thôi anh rửa chén đi, để em chịu khó anh nấu ăn cho. Trời, ok. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bạn nào cũng dễ thương cả, mỗi người có một cái thế mạnh. Nào, 30 giây bắt đầu. 1 2 2 gì? Nếu các bạn giữ chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng để có thể có một không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau nha. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin AZ được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau. Đây. Áo tôi dài. Thấy áo dài rất là vừa với bạn nam. Đấy, rất đẹp. Sao mà biết trước được người ta phọt như thế nào? Bây giờ bạn gái hãy mặc thử cái áo dài đó cho bạn nam xem có vừa không. Biết sai nhau hết trơn ha, giống như nằm mơ thấy trước người này sao. Thủ tục đầu tiên ra, bắt đầu. Chúc mừng hai bạn. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Thử. Rồi cưng, em giới thiệu đi.
Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Em hát dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không còn gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah, hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Ừ. Tức là em hơi nội tâm á. Ừ. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Ừ. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ. Quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over luôn. Over luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về thôi tương như... lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Ừ. Em thì chính thức là có hai mối tình. Ừ. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Ừ. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới.
Thì đêm đó em tới cái tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn, nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. Em có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, đó, cơm bạc người ta. Đó, cảm gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông, Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải... vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ dơ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. Lời đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát. Và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy. Cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cho vui. Mở ra đi, cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Vậy. Dạ. Được nhanh rất gì ta? Dạ cho em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Nó ít dầu mỡ và nó tốt về sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu,
trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc được không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu. Cố quên nụ phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha. Tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu. Nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thênh thang. Và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai. Giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi, dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Ừ, thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật tâm. Em thích cái gì đó sến mà thiệt á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm về hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Ừ, chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm 1.5 năm thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ờ vậy. Biết rồi bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối kìa trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Thôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được
hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây phải Lan và Điệp nút, mà bấm nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đã nổi đỏ rồi thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Mình thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon nữa. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tên Dương. Ủa tình con người luôn hả trời. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối hơn. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào, chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trên trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avatar. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ bất động sản. Rồi đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là, trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ con tổng cộng thì có khoảng 30 tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 30 tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ nói thôi quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3.
chính thức có một mối tình lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối á. Dưới trời. Tại chắc hiền nhát người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu lâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đanh này câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chị ba. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riêng rồi. Rụng tóc. Bỏ riêng rồi, mới lên đây em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Ôi, tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần hiền, lâu lâu mà có cá tính thì một xíu, mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á, thì mình buồn hai chồng ra uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi với nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang là mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Phải chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ chân. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, giống như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi em có tóc. Hôi hôi. Phải hả? Không đâu, hôi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân này vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Chào bà chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là, cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ.
bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn trường á. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng bạn đừng yêu. À, được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cậu đến đâu người ta cũng rời đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì vậy? Nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhận chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải. Dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 60 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, sẽ cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một bài cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không?
Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn dạ cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Giữ lấy về đọc kỹ lá thư nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, chào anh ạ. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, để đây đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lê Phước Lộc, em ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Làm việc ở đâu Lộc? Dạ, em làm việc cách nhà khoảng 16 cây số. Làm gì Lộc? Dạ, em chủ cửa hàng thuốc thú y ạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên cạnh và chào tất cả khán giả. Em tên là Phan Thị Thúy Hồng, 33 tuổi, em là con gái Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức, em là nhân viên văn phòng cho một công ty may mặc ở quận 12. Bến Tre là huyện nào? Dạ, em ở Bình Đại anh. À, Bến Tre bây giờ đi qua cái cầu thôi là đã tới Trà Vinh rồi. À, nó cũng có sự kết nối xưa đi rất là khó. Dạ, Bình Đại xa lắm anh, từ cầu Cổ Chiên mà đi tới Bình Đại tầm khoảng 60 cây số anh. Trời ơi, ta nói không tình sao. Yêu nó gần vậy. Dạ. Tình yêu mình phải nói như vậy cho nó động lực, dạ. Nghe không? Lộc cho biết rõ hơn về công việc của Lộc đi Linh. Thì bán thuốc thú y thôi chứ có dạ, gì đâu. Dạ, em bán thuốc thú y. Chữa bệnh cho động vật không? Dạ có à cô. Em làm gì? Dạ em chuyên thì chị điều trị bệnh trên bò, heo, gà, vịt, chó, dê. Em là em học y. Dạ em là bác sĩ luôn ạ. Là bác sĩ thú y đúng không? Dạ mà bác sĩ thú y ạ. À. Dạ. Bác sĩ thú y dưới quê là đi chích heo nè, đi làm cho để dạ. Tư vấn cho người ta nuôi heo sao cho tốt nè, dạ, đúng heo rồi. Tốt nè, dạ. Rồi cấy tinh heo nè, đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Thôi nghề này giờ ngon lắm nha. Bạn gái ơi, bạn ở Bình Đại mà bạn ở xã nào vậy bạn? Em ở xã Phú Thuận. Phú Thuận, dạ. Có sơ xã đó chích heo lần nào chưa? Dạ có đi ngang. Dạ tại hồi xưa em làm bên nhân viên thị trường á anh. À. Đi cho công ty thuốc á anh. Rồi về em làm riêng cho mình. Dạ đúng rồi anh. Ồ làm riêng cho mình là tốt lắm. À làm riêng thì khỏe. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Nói về điểm mạnh á, em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Còn về khuyết điểm á thì nhiều lắm chị. Em không có khéo tay, em dễ tin người á. Nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Rồi còn chấm sao rất là nhiều nữa. Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Một mối tình thời sinh viên được chắc khoảng 1 năm. Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Mối tình thứ ba là gần nhất đây là cũng được khoảng 2 năm. Dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ mối tình thứ hai thì do cái người đó ghen tuông quá. Rồi dạ. Đó. Còn thứ mối tình thứ ba giống như là tụi em có quá nhiều khoảng cách. Khoảng cách về địa lý, rồi về lối sống, về suy nghĩ. Cái anh đó rất là giỏi nhưng mà
cực kỳ khó tính, tự ái thì rất là cao. Tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung. Mà có nghĩa là chia tay là vì anh quá khó tính hay là vì yêu xa? Không có yêu xa, anh ở đây nhưng mà anh cách... nhà nó xa, anh không ở miền Trung lận. Ừ, nhưng bây giờ em có sợ yêu xa không? Dạ không. Không sợ phải không? Dạ. Ok, đó, bạn trai yên lòng chưa? Tôi dạ, gài câu rồi. Đó, tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á. Dạ, Bến Tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi. Không, nhưng mà người ta ở thành phố. Hiểu không? Dạ, ta hiểu đừng rồi. Làm ở quận 12. Dạ. Anh nghĩ về Trà Vinh, Trà Cú là ngon nhất, về làm chủ. Ừ, đó, hai tính tự bằng bạc đi nha. Dạ. Rồi, em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình ạ. Mối tình thứ thời sinh viên á. Còn mối tình thứ hai trong quá trình ra trường rồi cái mình tìm được việc làm á, bạn đó chê nhưng cũng không hợp tính á. Còn mối tình thứ ba này như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á, nhà cũng không biết mà người thân cũng không biết, em cũng chia tay luôn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Lộc? Dạ, điểm mạnh của em thì siêng năng, nhiệt tình, miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Dạ, điểm yếu của em thì dễ tin người. Rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi chơi em tưởng thiệt em làm theo, mấy đứa bạn nó cười quá trời. Bên đây cũng dễ tin người lắm nè. Dạ. Em có khó tính không? Dạ không, em cũng dễ à chị. Sao xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ. Bạn trai bạn có biết nhậu không? À, nhậu thì có biết nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc à, đám giỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống 2-3 ly gì đó. Tại theo cái di nguyện của ba em trước khi mất á, là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả. Trời à, cầu xuống quá. Nhưng còn một cái nữa, mẹ thì lại nói á, ai mà ăn nhậu bê tha quá mẹ cũng không gả, nên cuối cùng là em ế tới bây giờ. Thành ra 33 năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không? Vấn đề vậy là giờ do em. Bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu? Em thích biết nhậu nhưng mà nhậu có điểm dừng. Chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị. Tại bây giờ còn phải giao tiếp nè, rồi bao nhiêu thứ nữa. Nếu mà không biết nhậu đó, thì nó rất khó. Nhậu ít mà, anh uống có mấy ly à. Nhưng mà về nhà em sẽ được luyện lên đô. Lên đô? Dạ, các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm. Và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha. Không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu. Trời ơi, không rể vậy luôn hả? Điều kiện cũng dễ quá ha. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì cao khoảng trên 1m65. Nhan sắc thì chắc cũng dễ nhìn. Nếu mà anh đó có thể có được cái sống mũi cao á thì càng tốt. Giống ai trong showbiz không? Có thích có thấy giống ai thích em không? Cần không? Thấy thích hợp với em là được rồi. Chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi. Không... anh là anh là được rồi. Dạ. Sống mũi cao đúng không? Nãy tôi cũng thấy cao á. Dạ. Rồi còn gì còn, nữa không? Còn tính tình á thì đàn ông 100%. Đàn ông 100% đối với em là đàn ông tính đàn ông. Tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà. Nên là đàn ông 100% phải là đàn ông tính đàn ông. Ví dụ đàn ông tính đàn bà là như thế nào? Là có là thể tính là gì là tính đàn bà theo em? Xôi mối để ý kêu kiệt rồi kêu kiệt. Bao nhiêu thứ đó. Rồi anh đó thì lo làm ăn, tính tình thì biết quan tâm chia sẻ, kính trọng người lớn, yêu trẻ con, tuyệt đối phải giữ chữ tín, nghiêm túc và không lăng nhăng. Vậy anh Linh, anh hỏi em là em có về Trà Cú mở văn phòng em chịu không hay là làm chủ? Cái đó là còn phải bây giờ không có nói được chị. Chắc ở đâu không quan trọng, ở đâu mà làm có tiền, ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở. Dạ. Vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi. Nãy giờ cô ấy đó nói những cái tiêu chí đó. Dạ. Mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 90%. Tự tin ghê luôn em á. Em có phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông, một người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ. Có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn. Em cực kỳ quan trọng lời hứa. Thà đừng có hứa, nhưng mà khi là đã hứa với em rồi thì 99% phải thực hiện. 1% còn lại là em coi như đó là cái nguyên nhân bất khả kháng thôi. Còn cái thứ hai á là về vấn đề thời gian, em ghét nhất là trễ hẹn, dù trễ 1 phút cũng không được. 99% dạ hứa là phải làm. Dạ hứa phải làm được không? Dạ được chứ anh. 99% là phải đúng giờ. Dạ đúng, nhưng mà nhiều khi đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán được thì sao? Không, cái đó là nguyên nhân bất khả kháng. Và bây giờ anh có điện thoại mà đó. Chứ cầm cái điện thoại lên nó và anh bị kẹt xe, anh bị hư xe hay là như thế nào đó, nửa tiếng, một tiếng, thậm chí chờ cả đời cũng được. Chỉ còn anh nói 1 tiếng. Chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ dây dưa, trễ giờ này qua giờ kia. Đôi khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao?
Nhưng cái điện thoại hát pin là sao em? Tới đó là tùy cơ ứng biến anh. Đó. Lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao? Heo nó đang đẻ lo, heo đẻ muốn chết luôn. Đỡ, đỡ, đâu mà đỡ đẻ heo á là tới đó đâu có hẹn em nữa. Không có hẹn, ví dụ giờ đang nè, đang hẹn em, ví dụ hẹn em là 5 giờ chiều mình sẽ đi xem phim. Ha. Cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi, bác sĩ qua giúp giùm. Thì ta phải qua giúp dạ, heo. Đúng rồi anh. Đúng không? Đúng rồi. Qua rồi lúc đó lu bu rồi lúc nó đẻ đâu phải đẻ 1-2 con, nó đẻ cả mười mấy 20 con. Lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lượm điện thoại được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi thì cứ điện thoại. Hoặc là trước xong khi rồi đi vẫn thì cứ điện thoại. Đúng điện rồi, trước khi đi vẫn em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà. Ở nó bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích. Em rất là sẵn sàng lắng nghe. Nghe ngược được chứ anh. Heo đẻ cũng phải giải thích nha. Dạ đúng rồi anh. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng từ 1m45 đến 1m7 à. Dư. Có dư luôn á. Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi. Dư luôn. Hình chiếc lá. Tóc hình chiếc lá nữa. Cái tóc này là tóc hình chiếc lá. Rồi muốn chiếc gì miễn có người ta làm ra được chiếc đó luôn. Đơn giản vậy thôi anh. Em hơi dữ xíu, hơi đánh đá xíu. Thậm chí là con bé trong công ty nói là em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi. Nghe cứ tưởng dữ lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu. Dữ vừa vừa thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị thứ hai, với mấy chị cùng sớm. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bên nhà trai với chào mấy em ở đây. Em nhận xét về em trai này thì cũng hiền, thật thà. Thì thôi hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu. Theo em là như vậy. Dạ. Thấy được ha. Dạ. Trai hiền quá ha. Dạ hiền. Hiền hơn là gái luôn á. Đúng rồi. Theo em vậy á. Đúng rồi liền luôn á. Bên nhà trai đi với ai? Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả quý khán giả ở đây. Em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương. Chắc là có thể hợp được với anh Lộc ạ. Mà hy vọng là có hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Nhìn nhau nhận quà tặng quà nào. Chào em. Anh có bó hoa với cái nón lá. Cái này là nón tặng em bó hoa này. Còn nón lá này là đặc sản quê anh à. Tình cờ là em đi chợ đó em thấy có một số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi. À vậy đó hả? Đâu là anh thử cái gì không? Này là cái tờ giấy gì đây? Ồ, cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe. Hợp không? Giống nhân đứng Bến Tre chưa anh? Chưa. Này phải cải tạo là chút không, xíu tóc cái này quần áo mới hợp. Anh ơi, mặc áo bà ba mới hợp anh. Đúng rồi. Đây là cái áo em tự may. Đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 đến 4 tiếng á, là người ta đã may được nó rồi. Còn em á, thì phải mất tới 3 bữa tối ở lại tăng ca mới may được. Nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Em hy vọng là anh sẽ thích nó. Cảm ơn em. Mở luôn. Thử đi, ướm đi. Đưa đây. Hoàng thử luôn áo. Cái này chắc để dành mặc đi dự tiệc. Tiệc cưới rồi đẹp á. Đẹp nghe. Lộc có lá thư gì đó? Dạ em có bài thơ ạ. Từ khi nhận cuộc gọi á, là cuộc gọi nhắc 10 giờ mấy đêm là em thức tới 3 đêm rồi đó. Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng rồi. Rồi ngẫm sao đọc coi. Ngâm thơ anh vốn không mê. Quên rồi. Phải có quyền trợ giúp chút. Ngâm thơ anh vốn không mê, nhưng vì hội họp nên viết vài dòng. Đêm dài ngâm ngợi cho qua, vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em. Gặp rồi anh mới ngỡ ngàng, thấy em hơn cả mong đợi của anh. Còn lá thư nữa là gì nữa? Cái lá thư cái đọc đi cưng lắm. Dạ không, cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi. Anh đọc giúp em đi. Em cũng quá. Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm. Anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn. Em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm. Em đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc, thức ăn cho người ta. Ca nào khó quá thì alo cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn. Ai kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa, em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về, anh có cơm ăn. Trên đường đi làm về, em muốn ăn gì thì nói, sẵn đường đi xa, anh mua bất cứ gì cho em muốn ăn. Tối về hai đứa mình cùng tắm chung em nhé.
Tại vì anh lao động ra nhiều mồ hôi, đất bám trên lưng, anh không thể lấy tay kỳ được. Em kỳ cho anh nhé. Ăn cơm tối xong, em lại xem lại hàng hóa, xem cái nào sắp bán hết, cái nào còn, soạn đơn hàng cho tiếp thị của công ty giao hàng hàng cho anh nhé. Đêm khuya hai đứa ôm nhau ngủ. Tôi lại dừng được anh, tôi lại dừng được anh, dừng được anh ơi, dừng được anh. Không không, dừng được anh ơi, dừng được anh ơi. Không, hai đứa ôm nhau ngủ. Dừng được anh. Thôi dừng đi. Em gái cảm nhận thế nào? Cái bài thơ mà của anh á, nó gần như là nó mô tả rất là thực tế về cái cuộc sống, gần như là nó sát luôn á, nó sát mà đến từng chi tiết. Tại vì anh làm nghề đi chích đó, nhiều khi vô mấy chuồng trại đó họ dơ đó, rồi đất bám bụi dính trên lưng là mình tay mình không có giới tới được á, trên cần một bàn tay kia. Sao nó thật tinh từng chi tiết rồi sao em? Mà sao thấy là toàn là em nấu cơm rửa chén không vậy? Nhưng khi nào em bận thì anh nấu cơm, em rửa cao này kia cũng được. Tại vì em hỏi là anh có biết nấu ăn hay là... À biết chứ em. À biết. Tại anh tự lập từ nhỏ nên anh biết nấu ăn, tự nấu ăn mà. Giống như là anh có phụ đỡ đần đứa em việc nhà không? Tại nay em thấy trong đó là toàn là em được chứ em. Rửa chén với nấu cơm mà. Nhưng nhiều khi em, hỏi kỹ em bận á thì anh rửa chén, giặt đồ. Trong cái tâm nguyện này á là mình đọc là mình hiểu là bạn này sẽ đi làm suốt ngày á. Công việc của anh là nó có việc suốt ngày hả? Nhiều khi anh đi dọc đường cái chưa làm bà này xong cái người kia gọi, trên đường đi chưa xong nó cái người khác gọi, phải đi hoài vậy đó. Có gọi lúc nửa đêm không anh? Có chứ em. Cái chuyện đi đêm là anh thường say đi đêm luôn em. Nhiều khi anh đang ngủ cái có cuộc gọi người ta gọi anh, Lộc ơi, bò để không ra Lộc ơi, mày lại cứu giùm. Anh chạy như xe cấp cứu với em. Bò đẻ cũng gọi, ai đẻ cũng gọi. Không ai chắc phải vô bệnh viện anh, tại vì người ta em không đỡ không được. Anh nghĩ rằng đây một chàng trai là rất là kiên nhẫn luôn em, và chịu khó nữa. Anh thì hay đi đêm nhưng mà em cũng đừng có ghen, tại vì cái đó công việc của anh rồi. Anh ai đi ghen thú không ơi? Không, nhiều cô nghĩ mình đi đêm chắc đi với bà này bà kia cô có kia. Đâu biết mà. Ý của anh là anh lo vòng ngoài, còn em thì em lo vòng trong. Toàn bộ là em nắm hết luôn. Còn hiện tại bây giờ là vòng trong vòng ngoài anh đều lo hết, anh lo thêm cha mẹ nữa. Cũng hơi đuối. Vậy là bây giờ là nhất quyết là em phải về là em phải ở cái nhà đó. Cũng phải buôn bán đó chứ không thể là mà thuê một người nào khác hay là em đi làm. Không, em cũng có thể đi làm nhưng mà làm những việc bán thời gian em, rồi những việc như bán hàng online cũng được. Nhưng bắt buộc em phải quản lý cái cơ ngơi đó. Em là chủ gia đình đó. Anh chưa đi chích heo đẻ, đỡ bò đẻ rồi anh về thôi. Em cho anh hỏi cái em, từ thành phố Hồ Chí Minh mà về Bến Tre em có thường hay về rồi không? Tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, có gì thì em về thôi. Dạ. Vậy một tháng mình gặp nhau một lần được không em? Gặp ở đâu? Bến Tre. Là em phải về Bến Tre. Tại... Anh qua Bến Tre. Vậy em hỏi là nếu mà em không về Bến Tre thì là em ở thành phố thì liệu một tháng như vậy là gặp nhau được mấy lần? Đúng rồi, anh có lên được không? Lên được, nhưng chắc một tháng mình lên một lần được. Tại em phải sắp xếp việc ở cửa hàng á. Rồi nhiều khi cũng có việc bất chợt này nọ. Để em hát một bài ạ. Hát bài hả? Dạ. Thay lời muốn nói hả? Dạ. Đúng không? Thay lời muốn nói đúng không? Tình cờ anh gặp em trên chương trình bạn muốn hẹn hò. Tình mình như đã quen ngôi người ơi, em là tiên nữ trong đời. Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau người ơi. Trọn đời này chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đổi rời, dù bão tố cũng chẳng cách chia người ơi. Rồi, được rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng chính con tim của mình nha, không vì bất kỳ điều gì cả nha em gái. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá trời. Chị cảm ơn em. Ôi kinh quá à. Bấm rồi còn nhìn gì nữa. Tim đỏ ao nè. Trời ơi, chị nói thiệt á, cái hôm đầu tiên xin chị ơi cho em hôn cái à. Đó. Đó. Tuyệt tình lắm đó. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng
thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được tiếng nói chung và chúng ta sẽ góp gạo thổi cơm chung. Rồi, em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. À. Em cảm ơn cô Hồng Vân ạ. À. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Nào. Hồi nãy á, ông trong đầu ông nghĩ là cô gái có bấm không? Tôi nghĩ rằng sẽ 50, không 50 bấm. 50 không? Sẽ không bấm. Trời ơi, Vân là 50-50 đó. Bởi vì á, Vân cứ lắng tai Vân nghe mà Vân nghe cái tiếng cạch một cái. Trời ơi, trời Vân mừng dễ sợ. Đôi khi là mai mối mình đặt mình ở họ thì mình sẽ không bấm. Nhưng khi phân tích ra tất cả mọi thứ, khi nói chuyện á, thì người ta sẽ cảm nhận được và có một chút gì đó, tin vào điều đó. Họ đã bấm rồi, chúc họ sớm đem thiệp cưới đến gửi chúng tôi như bao nhiêu cặp khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Súng thép nhiệt Live Cool giúp cho người nấu trong nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Nhiệt làm thiệt uống liền Live Cool. Mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới ra cách đây khoảng gần 3 năm. Quen cũng được hơn 1 năm. Các bạn á, bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia có gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ. Em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. Xin mời gia đình nhà gái. Em ngồi đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân chút đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và quý vị khán giả có trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Chi. Năm nay em 30 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước, mà hiện thì gia đình em đã dời vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. À, rồi xin mời nhà trai kìa. Đầu tiên em xin gửi đến thăm anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và nhà bên gái và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay một lời thân thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Tính, quê quán em là ở Tiền Giang, hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Tính làm gì Tính? Dạ, em làm bên giấy tờ, bên khai báo xuất nhập khẩu hải quan anh Linh. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì hả Tính? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao, có trách nhiệm với cuộc sống, với hiếu thảo với ba mẹ. À. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em hơi hồi hộp trước đám đông, nhất là bạn nữ khác giới. Có một điểm yếu duy nhất đó thôi đúng không? Vậy dạ. Thôi. Mình nói về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nhất là lau nhà rất là sạch. Điểm yếu của em là hơi sợ bóng tối. Là sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Ma em thấy lần nào chưa? Dạ em chưa, mà em tưởng tượng thôi à. Chưa dạ. Có thấy con gì mà sợ ma không biết sao. Tôi cũng sợ vậy ông nội. Tôi cũng sợ hơn nữa. Dễ bị dụ, hay cho bạn mượn tiền mà không có hồi âm. Rồi còn điểm gì nữa không? Có cái tật gì không? Dạ, có khi hay móc mũi chứ thôi. Móc mũi hả? Dạ. Ai không móc, chị cứ móc, ngứa là phải móc thôi. Ngứa dạ. Là phải gãi thôi à. Không phải, nhưng phải coi lại móc ở đâu. Móc trong nhà này kia được chứ ai đâu ngoài đường vậy xá. Ra ngoài đường mà ngứa quá cũng phải móc thôi. Rồi được lấy tay em che lợi cưng nè. Bữa tôi thấy ông lên móc mũi á. Đâu? Ôi tin không? Đời nào làm dạ. Cứ gãi thôi. Thôi giỡn cho em bớt căng thẳng dạ. Thôi nghe. Mình có mấy mối tình rồi chi. À dạ, em thì mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới ra cách đây khoảng gần 3 năm.
À, dạ. Mới chia tay gần mới, năm. Mới chia tay quen được năm. Bao nhiêu năm thì chia tay? Dạ quen cũng được hơn một năm. Cái bạn đó, bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không có thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia có gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được hai mối tình. Nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng một năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Người đó ở đâu? Dạ ở Bình Phước. Lý do tại sao chia tay? Tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu, nó giờ giấc nó không có cố định. Thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em, là cho em là đi chơi thế này thế kia. À, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả tính? Em cần tìm một nửa yêu thương cho em đó là đảm đang, chung thủy. Mình có đảm đang, có thủy chung không? Dạ đảm đang thì cũng có một xíu. Em cũng biết nấu ăn, việc nhà thì cũng biết làm. Ừ. Chào em gái dễ thương. Dạ chào anh Quyền Linh. Mặc áo ngọt ngào dễ sợ luôn. Đó. Trời ơi. Ở bên đây á, đàn trai cũng hiền nha. Dân Tiền Giang tôi hiền lắm, dễ thương. Hiền gì trời ơi, cá nhân quá. Cá nhân quá nhiều. Không phải cá nhân mà đa số là vậy đó, thấy không? Em gái. Dạ. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông hả? Gọn gàng xíu. Đó. Thích chơi thể thao. Ừ. Ê, đây môn nào cũng biết. Dạ. Cao trên 1m7. Này chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện sao? Cao không thành vấn đề luôn. Dạ, biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, đừng có gia trưởng quá. Không gia trưởng. Không gia trưởng, dạ, dân Tiền Giang không có gia trưởng. Không. Giang thật thà lắm. Với lại là em thích mấy người mặc đồ phải hợp tí xíu. Ví dụ như là mang giày tây và mà mang quần jean á là không có hợp. Là em không thích, không thích vậy. Phải mặc quần vậy. Phải không? Mặc quần jean ra dép đồ ông chứ ai mà. Rồi sao? Chào dạ, cưng. Chào chị. Em nghe qua cái âm, cái chất giọng nè, thì em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào? Có hợp với lại cái suy nghĩ của em không? Em cảm nhận cái giọng này dễ thương. Ừ. Rất là ok, theo linh cảm của em. Em linh cảm cái người đàn ông bên đây có đúng với cái suy nghĩ của em không? Cái mong muốn của em không? Dạ, chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi. Yes. À, giày tay. Yes. Đừng nó mặc quần jean. Tay đeo đồng hồ. Tay có đeo đồng hồ. Oh, yes. Rồi gì nữa, quần gì nè, quần gì? Giày tay thì phải mang quần tay rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chắc. Màu gì? Dạ quần tay có thể là màu xanh hoặc là màu đen. Yes. Rồi áo màu gì? Dạ áo có thể em nghĩ là màu trắng. Cho em màu nữa đi. Màu nổi nhất á. Màu hồng. Màu hồng là anh Quyền Linh. Ông nội đó mê màu hồng với màu tím lắm. Nhưng mà không, cái màu của em thì cũng tựa cái màu trắng, màu xanh đó em. Xanh hy vọng đồ này kia nọ đó. Anh đến đây là anh hy vọng phải mặc màu xanh. Hai bạn này hiền từ nè. Phải nói là cũng hợp với nhau, nhẹ nhàng, thấy không? Chúng ta hỏi ý kiến người thân đi. À, bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, em với lại hai cô. Ôi, với lại năm cháu bên em của em. Trời đất ơi, một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á. À, xin mời mẹ của bạn gái. Anh xin chào chương trình, chào Hồng Vân. Chào chị. Chào. Anh Quyền Linh, chào gia đình nhà trai, cô chào con. Chào chị mẹ. Chi là nó lớn tuổi lý do. Ham làm quá, làm biến, là không lo lấy chồng. Cũng có nhiều người thương mà nó không chịu. Bình Phước cũng có nhiều người để ý. À. Bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó, thôi con có lo làm giàu. Mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con cho nhau cơ hội. Mẹ thì mong vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được thì khoảng chừng nào cô có thể gả con gái của mình lúc được? Nào cô cũng gả được hết đó. Hay quá. Rồi lúc nào cũng được, biến là tụi nó ưng nhau là được ha. Rồi cảm ơn nhà gái. Mời nhà trai, em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với cô Út, Dưỡng Út của em. À, cũng có mẹ với cô luôn. Trời, cũng một đại gia đình luôn. Xin chào chú Quyền Linh với dạ. Cô Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Tôi đây là mẹ Trung Tính. Ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng. Là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội sau này hạnh phúc cũng mừng. Nhưng mà thấy dâu tương lai mình có ừ, hợp với mình không? Bây giờ mẹ nhìn thì giờ thấy cũng dễ thương, dễ mến. Để hai đứa tìm hiểu lâu rồi dạ. Sao biết sao.
Bây giờ quan trọng là hai đứa thôi. Đúng rồi. Mở rào đi rồi cùng nói nha. Chuyện để xem có hợp nhau không nha. Mở rào. Bắt đầu đi tính. Rồi, quay qua nhìn nhau nè. Sao em? Rồi nè, mình nhận quà rồi, rồi mình trao quà nè. Anh đến với chương trình có món quà anh tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh mở nha. Dạ. Em thì em thích bạn nam mang cái vớ phải hợp với lại cái bộ trang phục. Nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn em. Sao bạn trai tặng gấu bông, nói bạn gái biết đi. Dạ thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương, hiền. Em thấy hợp với bạn nữ, em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em. Rồi. Với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em, đó là một cái đồng hồ. Hợp dễ sợ luôn á. Rồi, cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian, mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh, anh đều dành cho em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào. Cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh. Dạ, em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em thích. Anh thấy em thế nào? Em thì thấy dễ thương, anh thấy hiền. Những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90%. Cái công việc của em là, hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh, là cụ thể là sao em? Dạ, em làm như sale vậy đó. Em bán thuốc cho cái nhà thuốc anh. Theo nghĩ là thấy sale, bộ phận sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen thì em có gì không? Ghen vài mức độ nào đó thôi chứ. Chứ nói chứ anh thì anh không dạ. Ghen đâu. Quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái. Anh thì anh cũng rất là sợ ghen, nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen. Nhưng ghen là như thế nào? Ghen là phải đúng. Ghen phải mới lâu đúng được chứ. Nó chứ không phải là ghen một cách mù quáng, anh không thích. Dạ. Thôi bây giờ các bạn nói cho nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi, để coi thông cảm với nhau được hay không. Cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm. Với thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác, hay ôm. Với cái nữa là khi mà anh căng thẳng á, chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông, anh nói nó hơi vấp, nó không dạ. Được suôn sẻ, nó không được trôi chảy. Vậy gặp em anh có căng thẳng không? Anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng. Không, nãy giờ anh nói suông, hồi nãy là chưa mở rào á, anh thấy vậy. Dạ. Rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó, chịu được dạ. Không? Em thì em cũng vậy, em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên. Em gác cho em sướng vậy đó. Giờ đâu cần gối nữa đâu. Được rồi đó, hai đứa cũng thích như bạn. Sở thích cái giống nhau rồi đó. À, tật xấu của em hả? Lâu lâu cũng lười lắm. Nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó. Thôi em cứ yên tâm đi. Khi mà hẹn hò có anh rồi, anh không cho em lười đâu. Em tiến tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái. Hát tặng bạn gái, nhìn thẳng một mình bạn gái thôi, đừng nhìn ai chứ. Anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Quy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, cho báo tố về là chim bao. Xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đầm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Thôi được rồi, cái này là quá chân thành. Thôi, rồi hai đó. Bạn về vị trí ngồi đi. Có rung động, có quên, có bối rối là có tình yêu. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác
đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác là không phải, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị 1 2 3. Chúc mừng. Bây giờ chính thức ta hẹn hò nhau rồi. Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái cho phép tụi con hẹn hò với nhau bắt đầu từ đây. Con xin hứa điều gì đó? Dạ, con xin phép bác, cô cho con ngày hôm nay đến đây là một cái duyên với em, cho con được hẹn hò. Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng thì bác cứ yên tâm, suốt quãng đời còn lại con sẽ chăm sóc tốt con của bác. Trời ơi, con xin phép bác cho con hôn. Rồi, chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng mùng tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng rồi, đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, tức là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Vâng, em ngủ trưa. Lớn lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa điểm mạnh? À, đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, vâng. Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng, thì thoảng cũng để bụng tí. Để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại. À, trời ơi, không có thù dai mà để ghi sổ thôi á. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? Điểm yếu thì em hơi trầm tính. Có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút ạ. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Bị run đúng không? Dạ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Rồi, trời con gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ á. Hay suy nghĩ hả? Suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm trọng như vậy. Dạ, nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, tượng mình nghĩ ra cho nó quá lên như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính chính là như vậy ạ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì cái phụ từ điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó.
Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ cũng biết nấu ăn, với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ giả sử như là dạ đây bánh bông lan. Mình nhìn là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi đó. Còn dạ, đó bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu, các loại bánh. Mai mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ em xin hát ạ. Sao bạn Nam tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Anh giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Chào chị cưng ạ. Em mình nói mấy... cho bà mỗi biết em có mấy, mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm chia tay, vì hồi em học ở xa thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó rơi theo cánh thư ấy. Nên là sao mà cách lòng đúng không? Vâng, sao mà cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ chính thức là có 2 mối tình ạ. Chính thức rồi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh, mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có ghen đến không đâu. Nè, bây giờ cô hỏi có ghen không? Dạ thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội. À. Dạ bây giờ ba về hưu rồi. Rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? Nhìn nơi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ, nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn. Những lúc mà xa thì không nói, nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha. Dạ. Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 ạ. Em cao 1m69.5. 69.5 rồi. Dạ được luôn. Quá được luôn, quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm. Yên tâm. Vô số kể, yên tâm. Tự này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông có được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. À. Anh hơn em. Rồi, sao nữa nè? Không hô ạ. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn, quá ngâm luôn. Wow. Rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút thì ngang vai, tóc ngang vai. Ngang vai là Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao? Thần tượng bố, cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Yeah. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì với bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, thông tinh tế và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắc đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế, đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo, không ảo giác gì dạ, nha, đúng dạ, không? Dạ. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu hả? Xíu hả? Tiết kiệm hay là... Tiết kiệm, gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? À, gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không, không gia trưởng. Nhìn mặt này không phải gia trưởng. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một. Bên đây ta 2 mối tình, vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bạn gái.
Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ con gái mau lấy chồng. Yên Chi Quyền Linh và Yên Chi Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Yeah. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm, cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình, tức là nói bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh đấy. Đấy, đồng minh rồi. Đấy, thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu, rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Để xin hết. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Anh trai đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chỉ huy đơn vị chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Dạ, đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa. Nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Dạ. À, xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này mà trước. Anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia bạn mối hẹn hò. Dạ. Hơn 2 tuần. Đơn vị anh là hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Rồi, xin phép đọc luôn. Nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi? Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn dạ, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi, hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á? Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Công việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính, cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu keyboard ấy. Thì giả sử như đi chơi hay gì đi thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chỗ đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã, mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian, chỉ là hai bên tìm hiểu đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi. Và vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc, nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc hay âm nhạc không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, bây giờ tới hát rồi đó, có cà chua thì cất đi. Tiến tới đi. Xin hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào. Cuộc nắm đời tay người nào. Chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu.
Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Những anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim... Xúc động quá. Vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi vui quá. Đây, hôm nay lấy một quà của nhau. Ha. Em đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội. Hiện đang công tác tại đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha, dạ. Làm việc công tác. Là khu huyện nào con? Dạ con ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thạnh Hóa, Long An. Dạ. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì điểm mạnh con chơi được thể thao một số môn. Như, môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp, ta tưới tiêu cho, tưới bón rồi về tưới. Dạ. Lại con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là
con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ừ, ông mối ông kỹ sư nông nghiệp ha. Dạ. Trời ơi, nhìn tưởng đâu. Dạ cái này con... phơi nắng nó cháy chưa? Cháy rồi hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hói. Đảm bảo không hói, nãy là thấy không hói rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Ừ. Trời, nó là bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn đó, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa một tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ, dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư đó cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên, dạ, là thường là những người dễ gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi, mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm. 3 năm. Ngắn nhất? Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi cô. Ừ. Và lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp, hai là cũng về cái công việc của con, rồi ba là về cái địa lý, nhưng cái mối tình cuối cùng của con yêu là... xa. Dạ, yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt, đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc đen được. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ, dạ. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ. Cao với cô Hồng Vân với lại chú là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là Trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Dạ. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu đoàn trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi. Rồi, xin mời đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Dân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Dạ. Nói về đồng chí Pháp thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm. Trong công việc thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Giao việc gì là đồng chí Pháp là trọn vẹn trong mọi công việc. Riêng về phía bạn gái, phía đơn vị là ok rồi. Phần sau thì dành riêng cho hai bạn là tìm hiểu và tiến xa hơn, và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng. Xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Dạ. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất đạo đức và tính, dạ, cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Dạ. Xin hết. Hay quá thủ trưởng, nói hay quá. Trời, cảm ơn thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ. Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. Con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh. Nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó, đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ em cảm ơn. Ý nghĩa đi, Pháp nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai góc rồi, nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cái cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện này thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh.
Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tưới cho nó ra bông nha anh. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải, anh muốn là vợ của anh nó là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi, chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp mà thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó. Nhưng mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày Chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng ha? Dạ, tại con đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À vậy thì con phải nói cho anh hiểu, chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm, nhưng mà ba mẹ nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì phát thấy sao? Tại bạn đi 2 học. 2 năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ dạ. Thôi bây giờ là Pháp, em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái đi ha, coi truyền cảm xúc cho nhau, rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Hôm nay đến với chương trình anh không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu Lan Vũ Nữ, nhưng mà không có bài hát về Lan Vũ Nữ nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tàn người thân, ánh mắt nụ cười quên than ngày xa xôi. Chúc anh người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Cảm ơn vậy. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe, sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kiềm cái tính của con lại. Anh có kiềm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ nào Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình mong muốn gì, nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, anh cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng đừng ngại ngùng bấm nút, còn không chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó. Thiệt là dễ rồi, sợ. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau, nắm tay đó chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Mình chào gia đình cái, xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác. Con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không?
nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi, con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, thay nữa đi, thay bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Yeah. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng cảm ơn. À, chào nhau rồi chào thủ trưởng đó. Đó. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia cùng nghe luôn nha. Rồi, mời em trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân. Chào em. Và quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Trọng Hiếu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Tiểu đoàn Thông tin 26, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, đóng quân tại Dĩ An, Bình Dương. Rồi, cô gái bên đây mình giới thiệu nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Đỗ Nguyễn Hạnh Trinh, năm nay con 21 tuổi. Hiện tại con đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của trường sân khấu điện ảnh. Trong quá trình đi học ấy, thì con có đi làm thêm ở ngoài về chuyên ngành luôn. Thôi, sẵn vậy con nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, con thì được tính thì hoạt bát, luôn suy nghĩ tích cực, tháo vát trong công việc rất là nhiều. Còn điểm yếu thì đụng đến cái việc gì mà con không thích ấy, thì con dễ nổi nóng và có cái tính hay quên. Bạn ơi, bạn nghe chưa? Dạ, em nghe chị Hồng Vân ơi. Rồi, bây giờ em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn về điểm yếu là rụt rè, ngậm gái là không có dám nhìn thẳng vô mắt. Rồi con thấy sao? Ví dụ như có người yêu mà không bao giờ dòm vô trong cái mắt của mình á, thì con có chấp nhận không? Dạ, cái này để rèn từ từ sau. Không được, bắt buộc phải nhìn vô mắt. Bởi vì khi mình giao tiếp với người nào đó đó, mình không nhìn vô mắt, ta mình nhìn vô đâu á, đôi khi người ta khó chịu, người ta không có cảm tình với mình. Cố gắng nghe hiểu nha. Dạ, để con coi. Đâu giờ nhìn dạ, vô mắt chị đi. Chào em. Dạ. Đó, thế nhìn vô mắt bình thường mà. Nói nhỏ ra nghe bên này xinh lắm nha. Dạ. Cho nên là cứ phải xoáy vô mắt liền nghe chưa. Dạ. Bạn Hiếu này á, là nhìn vô cô gái đẹp mà không dám nhìn vô mắt. Còn nhìn những người mà lớn lớn mà bự bự thì ta nhìn thẳng vô mắt, nó thoải mái đúng không Hiếu? Dạ chị Hồng Vân là xinh đẹp à. Thấy chưa, quê chưa? Có thấy quê không? Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em chỉ có một mối tình là thời mà sinh viên, cũng kéo dài được 5 năm. Sau đó thì chia tay đến nay cũng thêm 5 năm nữa em không có quen ai hết. Trời, 5 năm ở không rồi đó hả? Dạ. Ồ ôi. Đi về có một mình anh hả chị? Để anh Quang coi đàn gái coi sao. Dạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, chào con. À, mấy mối tình rồi? Dạ. Hai, cái đầu tiên thì là con chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi, nên là thời gian ngắn. Còn cái sau thì là thích thiệt. Cái mối tình thứ hai đó, dạ, là bao nhiêu năm? Dạ, có khoảng 6 tháng rồi. Nhưng mà do anh đó không làm cho con có đủ sự tin tưởng với lại cảm giác an toàn, nên là tụi con chấm dứt. Hành động gì mà không thấy an toàn? Dạ, anh đó nói con là anh đó còn khuyên người yêu cũ. Nhớ đừng nhắc gì người yêu cũ nha. Người yêu cũ mình nhắc người yêu cổ thì được. Vậy hai mối tình nó cũng đơn giản quá. Đúng mà. Đúng rồi, cả hai người đều là những mối tình thoảng qua thôi. Rồi bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào, con cho chú Linh với cô Vân biết coi nào. Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn. Nhưng mà bộ đội là chín chắn rồi. Vẫn có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn. Anh này vui nè. Và đủ để làm điểm tựa cho con. Anh này điểm tựa vững chắc luôn, làm bệ phóng cho con luôn, ảnh là bệ bắn luôn. Nó nghe làm mẫu ảnh được luôn á. Ừ. Cái bạn nam bên kia làm mẫu ảnh cho con được luôn á. Cái hình dáng là giống ai? Có giống chú Quyền Linh không hay là giống ai? Dạ, đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Cái này là hơn chắc rồi, em con yên tâm. Chú Quyền Linh cũng không được đẹp lắm đâu. Anh này đẹp trai. Bây giờ á, dạ, cô gái kia nói là anh thấy là em có hết đầy đủ rồi đó. Ha. Dạ. Còn em bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào?
Riêng bản thân em thì em không có quá quan tâm vào ngoại hình. Thì em mong là người con gái mà em làm quen thì cô ấy sẽ có tính là tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Tại vì thì anh Quyền Linh và quý vị khán giả cũng biết là công việc của quân nhân chúng em nói chung thì là thường là ở trong đơn vị, dành hết thời gian cho đơn vị để rèn luyện. Thì thời gian ở bên gia đình thì ít, đúng không? Ít. Nhưng mà cái nhìn chung thì chúng em đều là rất là trân trọng những cái giây phút quý báu bên gia đình. Với tính các cô gái này thì anh tin có tất cả những điều đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn thân của con từ hồi cấp 2. À, bạn thân. Cho gặp bạn thân đi. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và khán giả ngồi ở đây ạ. Con là bạn của bạn Hành Trinh từ nay là được 8 năm rồi ạ. Anh đây thì có thấy hơi hiền á, chứ rụt rè. Không biết hôm nay lên đây anh nó hơi rụt rè hay sao mà. Nghĩ nếu mà anh ở ngoài anh mà cái tính anh như vậy thì chắc bị Trinh nó ăn hiếp. Nếu là con có bấm bấm nút anh này không? Dạ, con thấy anh này gu chắc hay ok với bạn Trinh á. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Dạ, em đi cùng ba mẹ và chỉ huy ở đơn vị. Rồi, xin chào cô chú ạ. Trước đầu tiên xin chào ban chương trình, ban cậu Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Duyên dáng trẻ đẹp. Dạ, dạ. Dạ. Tôi là mẹ của em Nguyễn Trọng Hiếu. Tôi thấy cháu đây cũng vui vẻ mà đẹp, dễ thương. Thành ra mong sao cho được hai đứa được bấm nút. Tôi bảo lãnh là sau này cháu Hiếu sẽ cưng vợ, cưng con suốt cuộc đời, chung thủy suốt cuộc đời. Dạ, tôi bảo lãnh. Dạ. Trời ơi, có bảo lãnh luôn đó nghe. Dạ, xin cảm ơn nha chương trình. Rồi, bạn phụ trưởng của Hiếu đi. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Tôi tên là Võ Thành Nguyên, chính quyền phó tiểu đoàn 26 bộ tham mưu quân đoàn 4, là thủ trưởng của em Hiếu. Thì đối với em Hiếu thì ở đơn vị thì là một người hiền lành, thật thà, chất phác, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Đối với điểm yếu đồng chí Hiếu là rụt rè, nhút nhát thôi. Đối với bạn gái bên đây thì ban đầu thì nhìn như thế là cũng được rồi. Mong rằng hai bạn sẽ tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về sau này. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Bước qua rào, cứ thế mà thẳng tiến. Chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay anh rất là hân hạnh là được gặp em. Thì anh có món quà là chú gấu bông mặc quân phục màu xanh của lính và một đóa hoa để tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có tự để làm cô cầm phụ này, nến cô thơm cầm phụ để này tặng cho anh. Con nói về cái ý nghĩa món quà đi con. Quý vị rất là dễ thương. Dạ, món quà này thì nến thơm để dùng đốt để có gì có thể lúc ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì cả một ngày thì anh đỡ thao trường cũng cực khổ rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, hai bạn cứ thoải mái nói chuyện đi nào, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đúng rồi, bây giờ bạn hát đờn cho em nghe câu đã cho cái cảm xúc nó gọi là dâng trào xong hai đứa nói chuyện nha. Dạ, hôm nay em tặng anh một bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Bài hát em thích nhất là bài Nghe Tôi Kể Này. Nó cũng có một phần là con người của em trong đây. Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. Em là mùa xuân chinh trong nụ cười tươi sáng. Em rạo rừng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu. Em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá, đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Và xin hãy đến đây,
tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay, hoa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sống. La 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 la, tôi yêu người em gái. La 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 la, tôi thèm làm người điên. Hay quá, hay quá trời. Sao nè, rồi em có đối lại luôn không? Thì bạn gái nghe bạn gái hát thì cảm xúc trong em là cũng dâng trào. Thì em là chàng trai cũng ở sông nước miền Tây, thì em xin hát bài hát Hương Tóc Mạ Non. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật nhiều. Rồi bây giờ mình giao lưu văn nghệ rồi. Chúng ta ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi nha. Mình có trò chuyện đi. Chào em. Dạ em chào anh. Thì anh gặp em là dễ thương như trong tranh vậy đó. Hình tượng của anh thì cũng tương đối giống hình tượng của em tưởng tượng ra. Nhưng mà em có một cái tật xấu là, ví dụ như khi em lỡ nổi nóng hoặc là lỡ giận anh gì đó thì em sẽ thường hơi sĩ diện cao một tí, nên là em ít khi nào xin lỗi trước hoặc làm huề trước lắm. Vậy thì anh sẽ xin lỗi em trước, rồi sau đó hai đứa mình sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Chắc lúc anh xin lỗi thì em hết nóng liền phải không? Dạ. Hoàn cảnh gia đình của em thì giờ em chỉ còn có mẹ thôi. Mà em làm việc thì đa phần là em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, mà quê em thì ở Đồng Nai. Nên là em sẽ thường xuyên chạy về hai chỗ này. Thì em không biết là anh có thể sắp xếp như thế nào. Nếu em từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Đồng Nai thì ghé ngang với An rước anh. Còn nếu em từ ngược lại thì vẫn rước anh được. Nếu vậy mình sẽ thu xếp là một nơi ở giữa hai gia đình, để mình vừa tiện cho công việc mà vừa tiện cho chăm sóc gia đình. Mà anh cũng không có ngại ở ghế đâu. À dạ, vậy thì được rồi. Đời trai tụi anh là phong sương. Nhưng mà nhà của Hiếu là có mấy anh em? Dạ, nhà em là một người chị cả và năm người anh trai. Những anh chị em đều ở gần nhà, có thể là thay em chăm sóc cho ba mẹ được. Tại vì bên đây có một mẹ đó, một con thôi. Với lại Bình Dương, Đồng Nai nó cũng sát bên nhau. Bây giờ Hiếu bước tới nắm tay cô gái để mình xem cảm xúc mình như thế nào, xong mình nói tất cả những suy nghĩ của mình với người đối diện. Anh thì cũng nói với em là những người lính tụi anh thì luôn là quyết tâm là bảo vệ những thứ mà mình trân trọng và yêu quý. Nếu như mà hai đứa mình mà đến được với nhau thì em cũng sẽ là một người mà anh bảo vệ đến hết cuộc đời. Dạ, em cảm ơn và em mong là anh sẽ thực hiện đúng lời hứa. Rồi, trở về vị trí. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định của mình. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là đối phương để mình tìm đến, đúng là nơi mà để mình bấm nút. Rồi, mình bấm nút. Rồi, đó bây giờ nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Trời ơi, tim anh cũng nhảy rồi, hỏi lòng ngực luôn. Em chậm quá, người ta nói là ta bấm liền luôn. Đó, thấy chưa? Đó, rất được, là mạnh mẽ nắm, luôn. Nắm tay liền ha. Rồi, bây giờ nè, trên truyền hình đó, có mẹ của em gái đang xem.
Em hãy nói những gì với mẹ của bạn gái đi. Dạ, con chào bác. Con hứa là sau này là con sẽ chăm sóc cho Trinh và gia đình mà con yêu quý là đến hết cuộc đời ạ. Con nói gì với ba mẹ của Hiếu đi. Dạ, con chào hai bác. Dạ, con cảm ơn hai bác vì đã để anh Hiếu đến chương trình. Nếu như thực sự con với anh Hiếu có duyên thì giờ con hứa sẽ hiếu thảo với hai bác giống như mẹ của con. Bây giờ mình làm thủ tục đầu tiên đi ha. Đó. Đây là hung, hung gì vậy? Hung tóc, này là hửi tóc chứ không phải là hung. Hung là ở đây nè. Dạ, lần sau con sẽ hung Trinh ở chỗ đó. Lần sau, chỗ đó là chỗ nào? Lần này dạ, luôn đi. Dạ, anh hung em thêm lần nữa là anh là hạnh phúc hơn những người chơi khác, anh được hung tới hai lần lận. Dạ. Đó. Trời ơi. Rất là cái cặp này rất yêu quá. Rất tình cảm. Ừ. Đây là những món quà dành cho hai em. Để xem phim là quà là của cái rạp phim Cinebook 212 Lý Chiến Thắng, tới đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha, đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ nên em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào một khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Quý Linh và Hồng Vân tiếp tục mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. À, xin chào hai em xinh đẹp và vui tính của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, xin chào bạn gái bên cạnh ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có trong trường quay này, chào trân trọng nhất ạ. À, tôi xin giới thiệu tôi đầy đủ là tên họ đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh. À, năm nay 28 tuổi, quê quán thì ở Hải Dương. À, sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai, hiện nay đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 39, Quân đoàn 4 ạ. Có sở thích là thích xem thể thao. Ừ. Chồng hoa hồng, ước mơ sao con nhỏ nhỏ là sau này giờ sẽ có một khoảnh đất nhỏ thì trồng hoa hồng để mỗi sáng thức dậy là cắt một cành hoa hoặc một nhánh hoa cài lên ngay tóc người mình yêu, như là vợ mình, để họ cảm thấy được cái niềm hạnh phúc cũng như là được yêu thương. Trời ơi, lãng mạn quá, quá vậy trời. Và mong muốn qua chương trình này thì tìm được một nửa của cuộc đời để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ạ. Mời nhà gái. Ờ, hy vọng là nhà trai sẽ tìm được một nửa yêu thương ha. Còn bây giờ nhà gái mình giới thiệu đi nào. Dạ, lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào các chiến sĩ và chào quý vị khán giả đang có tại trường quay cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Bùi Minh Nguyệt, năm nay 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là nhân viên phát triển sản phẩm của một công ty giày ở Xuân Lộc luôn ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Hai người cùng ở Đồng Nai luôn Linh ơi. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Em trai có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Thưa toàn thể khán giả thì điểm mạnh của tôi là trong công việc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hòa đồng vui vẻ và với mọi người xung quanh, biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thêu thùa khâu vá. Giỏi quá nhỉ. Khâu vá luôn đó. Có cái điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu thì đôi lúc trong công việc thì hơi thẳng thắn một chút. Thứ hai là khả năng tán gái thì có trình độ chưa được cao lắm. Rồi bây giờ thôi thôi mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho đàn trai nghe đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ và rất biết lắng nghe. Còn về điểm yếu thì hơi nhiều xíu. Hơi nhiều xíu à. Điểm yếu thì hơi lề mề. Đặc biệt là khi ngủ, tướng ngủ thì rất là xấu. Không sao đâu, tướng ngủ xấu chỉ có người bên cạnh mình thấy thôi, không vấn đề gì cả. Dạ. Sở trường là cái gì? Dạ, sở trường của con là thích ca hát, thích làm thơ,
Rồi. Đọc đó. Bài thơ nghe coi. Dạ, con có chuẩn bị một bài thơ nhưng mà con chưa có thuộc, nên là cho con cầm. Vậy mà nói thích thơ. Tại con vừa mới làm xong. Đàn trai tôi cũng không biết có yêu thơ mà rất là lãng mạn. Bạn ơi, bạn có thích thơ không bạn ơi? Dạ, chào chị ạ. Dạ, thơ thì em cũng thích ạ. Có thuộc em, thơ em không? Em thích cái loại, gọi là cái thể loại thơ gì? Dạ, nói chung là thơ về cách mạng cũng như là tình yêu đôi nữa. Đâu đọc thử bài thơ nào nghe cái coi. Dạ, thì hôm nay đến với chương trình thì em cũng xin đọc một đoạn. À. Dạ, trước khi đọc một đoạn thì em cũng có một số đôi lời với bạn gái bên cạnh. Nói đi, nói lớn lên cho nói bạn gái nghe. Nói lớn mới nghe, đúng rồi đó. Dạ, em xin được đứng đây. Xin chào thiên thần bé nhỏ. Em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào một khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Trời, hay quá. Sau đây, ôi. Em xin ta đọc một đoạn với bài mang tựa đề Em và Anh ạ. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như... Như gì, em như gì? Dạ. Có quyền coi giấy nha. Dạ, để em đang xin hãy tại hơi hồi hộp. Anh rất mong được chạm vào tay của quý vị khán giả. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như chim nạc bồn chồn cánh bay. Em bồng bềnh một thoáng làn mây, anh xin nằm gió để bay theo cùng. Nếu làm em gì, nằm làm gì? Nằm gió. Nằm gió này nghe lộn, tưởng đâu làm anh. Nếu em nằm một cánh đường, tình anh dòng suối bồng bềnh cuốn theo ạ. Cái này thơ này em làm hay sao? À, thơ này là do một đồng chí chính viên sáng tác để nên có để tặng bạn gái bên cạnh đấy, thì em cũng góp lời chút ạ. Chú đi đi là hai người ngồi bàn làm bài thơ này đúng không? Dạ, nói chung là có sự cộng tác của cấp trên và cấp dưới trong cái chương trình này ạ. Hay quá, rồi cảm ơn anh trai. Em có nghe rõ cái bài thơ này không? Có. Tại vì cái bài thơ này rất là hay, cái bài thơ cái lời lẽ rất là lãng mạn luôn. Em là một án hoàng hôn á. Dạ. Bên đàn gái, mình có mấy mối tình rồi? Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Câu này lạ nha. Mình xinh xắn nè, mình có nhiều những tài lẻ nè, mắc mớ gì mình ế. Tại mình khó quá đúng không? Dạ không, con thấy con cũng dễ. Con cũng hòa đồng với mọi người. Nhưng mà trước kia là con có thích một bạn đơn phương thôi. Nhưng mà thích từ năm cấp 3 cho tới năm 2 đại học luôn. Vậy đó hả? Con mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Dạ, con mong một người bạn trai cao khoảng 1m67 đến số 8. 1m67 đến số 8 nha. Chú ơi. Dạ dạ. Chú mét bao nhiêu nào? Dạ 1m7 ạ. Rồi, ngon lành, 1m7 lận. Ngon. Cái gì nữa? À, hòa đồng vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ có không nè? Có quá đi chứ. Cái này là thừa luôn vậy. Thừa luôn. Chị khẳng định luôn, em có tới 100% cái điều mà nhà gái muốn luôn á. Bên kia người ta chưa có mối tình nào, bên đây có mối tình nào chưa nè? Dạ, bác anh, em có một mối đó. Mối đó là thời em học viên năm thứ 3 ở Hà Nội. Nhưng mà do cái thời gian không có thời gian về, một năm về được có 2 lần nên khả năng quan tâm bạn gái không có. Thứ hai là sau khi ra trường thì nói chung áp lực công việc cũng chưa tìm hiểu sâu nên hiện tại giờ vẫn chưa có. Ừ, coi như mối tình đó, cũng không có dài. Có như đơn phương thôi đúng không hay sao? Dạ có, cũng quen được 5-6 tháng ạ. Ờ, quen 5-6 tháng rồi thôi tới giờ luôn hay sao em? Dạ, giờ vẫn chưa có một nửa đó. Chưa có phải dạ. Không? Em yên tâm, đã có thiên thần ngồi bên đây chờ em rồi nha. Rồi thôi gặp người thân đi. Em trai đi với ai nào? Dạ em nay đi với thủ trưởng của em ạ. Là đồng chí Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trong đoàn ạ. Chào thủ trưởng thương yêu quen thuộc. Thủ trưởng là coi như thủ là trưởng cái này dễ thương lắm hết cho lính của mình rồi. Vâng, xin chào Quỳnh Linh và Hồng Vân. Dạ. Và xin chào tất cả mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Tôi là Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trung đoàn 31, sư đoàn 309 của quân đoàn 4, là thủ trưởng của đồng chí Tuấn Anh. Xin giới thiệu với em gái ở đây, ngoài những cái điểm mạnh của Tuấn Anh thì xin nói thêm một tí. Hiện nay Tuấn Anh là bí thư chi đoàn và chính vị viên phó của đại đội, quản lý khoảng 100 là chiến sĩ. Đấy, bản chất phẩm chất chính trị là rất tốt, sức khỏe tốt, và qua 2 năm công tác thì đồng chí Tuấn Anh là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Và mong muốn của thủ trưởng đơn vị, bản thân tôi hôm nay ở đây cũng như anh em trong đơn vị đi, muốn là Tuấn Anh hôm nay quen được một bạn gái. Và nhìn ở đây thì thấy bạn gái này rất dễ thương, đặc biệt là quê ở Xuân Lộc, cũng ở Đồng Nai. Thì hiện nay ở trung đoàn 31 thì lên trên đó thì cũng gần thôi, khoảng 100 cây số. Và nếu mà về Vĩnh Cửu thì từ Xuân Lộc về chỉ có 60 cây.
Nếu mà hai bạn mà hôm nay là có duyên với nhau và mong muốn là hai người sẽ là tiếp tục là bấm nút và tìm hiểu thì hiểu thêm về với lại trung đoàn chúng tôi, thêm một người con, một người em này, và chúc hai em tiến tới là vợ chồng. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Wow. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình ba thế hệ nha em. Là dạ. Sao? Dạ có bà ngoại, ba mẹ và em trai. Oh. Và có bạn thân em. Chào. Xin bà. Kính chào chị Hồng Vân xinh đẹp và dạ, anh Nguyễn Linh. Tôi là mẹ của Nguyệt. Nguyệt thì ở nhà thì nói chung tánh hiền, hơi chậm một xíu nhưng mà cũng siêng, cũng biết lo cho gia đình. Còn bạn trai bên đây thì nhìn ngoài thì cũng được, có điều là hơi ốm xíu. Cô thì không quan trọng về cái bề ngoài lắm, quan trọng về cái tính cách. Miễn là sau này thương Nguyệt, chăm lo cho gia đình tốt là được. Thấy hai đứa cũng hợp với nhau cũng được, thì mong là hai con cho nhau cơ hội để gia đình sớm có niềm vui. Trời nói chung là mẹ rất là mong. Cảm ơn nhà bà gái. Ngoại muốn khóc luôn rồi kìa. Bà ngoại có muốn nói cho bà ngoại nói tiếng miếng đi. Thương không bà ngoại, thương dạ. Cháu quá. Kính thưa Quỳnh Linh, kính thưa cô Hồng Văn, kính thưa tất cả quý vị ở trong trường quay, đưa bên nhà các chú bộ đội, nhà trai, gia đình rất là mong cho Nguyệt có gia đình. Nhưng hôm nay chúng tôi rất mừng và cũng chỉ mong một cái điều cuối cùng là hai cháu cho nhau cơ hội và xây dựng được thành một gia đình. Chúng tôi rất là mừng. Dạ, trời ơi, cảm ơn ngoại. Ngoại thương Nguyệt quá. Ngoại thương cháu quá rồi hả? Dạ. Cô ơi, cho con hỏi thêm một điều được không cô? Con hỏi anh luôn, chút xíu kéo rào con hỏi anh luôn. Không, con hỏi cô cái này hỏi hơi tí. Hỏi cô hả? Ok, hỏi cô đi. Con cũng thích một người có vòng ba hơi bự xíu á cô. À, hết rồi, giờ tôi phải qua tôi check lại cái vòng ba của ổng. Em nói là em thích cái người có vòng ba hơi bự xíu, nên phải check lại cái vòng ba của bạn này xíu. Vòng ba, vòng một, vòng bốn như nhau. Hỏi check. Nói chứ chút xíu con sẽ gặp anh, con coi tự con á, con thấy như thế nào nha. Mở rào. Để tự đàn gái kiểm tra nha. Con dạ. Kiểm tra nghe. Dạ. Em. Rồi. Mặt hai người này làm như có cái phu thê hay dạ, sao? Có cái tim như bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Thầy món quà anh làm cả tuần nay để mong được tặng em. Em cảm ơn. Em xin tặng anh một chậu sương động tuyết. Mong là anh sẽ luôn luôn vui vẻ và dạ, sống hạnh phúc. Dạ. Em đứng ngay giữa đi, em trai đứng ngay giữa. Rồi em gái nha, nhắm cho kỹ nha, em trai quay hai ba vòng nè, đi. Coi nè, kiểm tra nè. Từ từ, chậm chậm, tự lực dừng lại, dừng đó. Lại. Ừ, đó. Quay nữa một vòng, nửa vòng thôi. Dạ. Dừng lại. Đó, kiểm tra vòng ba đi. Đó, sao nè. Dạ, mặc dù là không như con mong muốn nhưng mà cơ bản là vẫn có. Rồi, ngồi đi em trai. Cảm nhận về nhau đi, giờ kiểm tra vòng ba rồi ha. Dạ. Mình cảm nhận lần đầu tiên khi anh gặp em, con tim anh muốn bay lên để chạy theo tiếng gọi con tim em. Thì khi nhìn thấy em thì anh thấy em một cô gái dễ thương, có được cặp kính rất xinh đẹp. Đó là cái nhìn nhận của anh. Vừa anh bảo em là một thiên thần, đúng ra thật ra đúng là quá là một thiên thần luôn. Quá thiên thần luôn, quá thiên thần luôn. Đầu tiên thì em nhìn thấy anh thì thấy anh là hiền, nhưng mà chắc là bên ngoài ngoài đời thường thì anh chắc cũng nói nhiều lắm đúng không? Cũng tùy lúc. Tại vì em thấy anh là một người lãng mạn. Không biết thì ngoài thích thơ ca ra thì anh có thích đá bóng không? Anh có thích đá bóng. Đội bóng anh thích là đội nào? Câu lạc bộ Real Madrid. À, vậy đối ngược với em rồi, em thích Barca. Barca hơn hả? Dạ. Nói chung là mình có thể cùng ăn cánh gà và xem đá bóng là được. Hẹn hò thế nào đó? Hai bạn ở đâu đó, bạn tính đi cách dạ, xa bao nhiêu em làm đó. Việc ở đâu? Em thì công ty em đang ở Xuân Lộc. Và công ty em thì làm cho đến thứ bảy, em chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. Anh Đồng Nai này có khả năng nếu mà chiều thứ sáu hoặc chiều thứ bảy chủ nhật thời gian nếu mà tuần nghỉ thì anh có thể đến với em chơi. Dạ, hoặc là mình có thể cùng lên Biên Hòa chơi. Em có sở thích nào không nhỉ? Dạ em thì thích ca hát, thích làm thơ,
Đến đây thì em cũng xin tặng anh một bài hát. Rồi, anh nghe. Dạ. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Quá hay quá. Đó, cái bài thơ con gái, cái bài thơ mà con gái làm đâu? Đọc đi. Tự sáng tác, bạn tự sáng tác thơ, con đọc đi. Thiệt ra thì em mới sáng tác bài thơ này thôi nên là em cũng chưa có thuộc. Thì em xin được cầm giấy đọc. À, đông sang áo ấm mặc dày, em 23 tuổi thân gầy ôm đông. Xuân sang chim én lượn vòng, em 24 tuổi xuân rồng cô đơn. Hạ sang ve tiếng từng cơn, tim em lạnh lẽo cô đơn chiều tàn. Thu sang sân lá rụng vàng, thương anh tay nắm những ngày đông tan. Năm qua năm lướt nhẹ nhàng, xuân nay em có muôn vàng yêu thương. Bạn đứng bạn nắm tay, bạn cảm nhận coi là cái sự ấm áp, cái tình cảm của mình dành cho bạn gái là cỡ nào nè? Quá ấm áp vậy ạ. Hả? Sao? Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. À, qua cái sự chia sẻ đồng cảm của bạn nữ, con gái ra sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi nên cái sự tìm hiểu đó là một quá trình, chứ không sau này giả sử tìm kiếm một người nào không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này cũng như là cái tương lai sau này ạ. Nên để vì vậy nên phải có một sự tìm hiểu lâu dài để cho nó đến bờ hạnh phúc nó tốt nhất ạ. Anh có cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn về vị trí. Nếu thật sự chúng ta rung động thì đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu như cảm giác không phải, chúng ta không cần bấm nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Bắt đầu. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng hai em luôn. Bây giờ có bà ngoại, có ba mẹ ở đây xin phép bà ngoại với ba mẹ được dành cho em nụ hôn đầu tiên. Chào ba, xin phép gia đình con gửi đến em nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của em, của con dành cho em. Thôi, những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn đến đây để tìm hiểu nhau, để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn nha. Nãy con đã đọc cái món quà của anh chưa? Con đọc lớn cái bài thơ mà anh viết nè. Đọc đi. Yêu em yêu cả cuộc đời, đời anh là lính suốt đời yêu em. Yêu em yêu thật nồng nàn, tình yêu anh mãi chỉ dành cho em. Đó. Và cái này là làm mấy đêm? Dạ, hơn một tuần ạ. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nha, ok. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn cô Hồng Vân và chúng mình. Rồi trồng hoa hồng với làm thơ nha. Rồi. Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Dạ, vậy anh tưởng tượng em sao? Em rất là xinh. Vậy là anh tưởng tượng xấu lắm hả? Không phải là tưởng tượng xấu mà cũng như là mình cái cảm nhận của mình á. Rồi theo như em thì nếu mà thời gian, nếu mà mình có duyên với nhau thì mình bao lâu mới tính tới chuyện hôn nhân được? Cái này thời gian em cũng không có định trước đâu anh. Thì tới lúc nào nó được là mình cứ tới thôi à. Rồi, quan điểm anh cũng vậy. Nếu mà tại trong cái tình yêu mà nó cảm thấy đủ lớn thì mình cứ tính tới hôn nhân.
Nhưng mà em thấy anh tướng tốt lắm đó nha, cao ráo nha, lỗ tai rất là phúc hậu nha. Rồi giờ đi làm việc thiện nguyện nữa là em thấy trước tiên thấy là sơ bộ là thấy ok rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi của ngày hôm nay, họ như thế nào. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài. Hôm nay thấy rất đặc biệt vì bạn gái đang ngồi đây để đợi rồi. Tường sẽ ra để đưa chàng trai của hôm nay vào đây và chúng ta bắt đầu câu chuyện đặc biệt của ngày hôm nay nha. Chà, quá đặc biệt, hấp dẫn quá. Rồi anh ngồi ghế đi, Tường hỗ trợ cho nha. Đây. Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. À, anh đặc biệt quá, chắc là em phải hỏi anh trước quá ha. Dạ. À, rồi sao anh hôm nay có anh giới thiệu lớn to rõ cho chị gái bên này nghe về những thông tin của mình. Trước hết thì anh xin chào ban chương trình. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường. Dạ. Dạ chào bạn gái bên kia, mình tên là Trần Minh Trung. Sinh năm 1970, trong giấy thì năm 1972. Dạ. Nghề nghiệp thì làm đầu bếp và sinh sống ở tại Thủ Đức, Bình Dương. Quê anh ở đâu? Ở quê thì ở Vĩnh Long. Ồ, quê Vĩnh Long hả? Vậy là cùng với Cát Tường luôn đó. Nhưng mà anh đầu bếp là anh chuyên về... Nói chung về món các món hết. Hồi trước thì mới vào nghề thì làm ở nhà hàng A La Cạc. Rồi sau thì lớn tuổi rồi xin về làm thức ăn công nghiệp. Thì nấu cho hiện giờ thì nấu cho bên trại mồ côi. À, giờ nấu cho trại mồ côi là mình chỉ chuyên nấu cho ở đó thôi. Chuyên nấu ở đó nhưng mà tới thứ bảy chủ nhật nếu rảnh thì đi nấu tiệc đám cưới đồ. Dạ, đây mình là theo một tuần ngày mình nghỉ được ngày. Mình theo nghề bếp này bao nhiêu năm rồi anh? Dạ 25 năm rồi. 25 năm. Wow, vậy thì còn món gì nữa mà không biết đúng không? Quá trời luôn. Rồi được rồi, dạ bây giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin chị. Em chào ban chương trình, chào chị Cát Tường. Dạ. À, em tên là Nguyễn Thị Kim Thùy. À, em quê em ở Đồng Tháp. Em là nhân viên kế toán. Rồi, miền Tây hết trơn ha. Rồi, Thùy năm nay là sinh năm bao nhiêu? Mình em sinh năm 1982. 1982. Dạ. Nghe ảnh nói ảnh là đầu bếp 25 năm thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bởi vì em nấu ăn rất là chưa có được ngon. À, dạ. Nên ảnh 25 năm ảnh có thể nấu em ăn. Sướng ha, tự nhiên mình thấy mình sướng ngang không vậy đó ha. Trời ơi, mà nhưng mà đầu bếp nhưng mà có chịu về, mới mốt có chịu nấu phục vụ vợ con hay không? Hay nhiều khi là ra ngoài nấu thôi, về nhà không chịu nấu. Cái đó mình đi phục vụ ở ngoài được thì về nhà phải làm được chứ. Rồi vậy nha, bây giờ điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh thì mình thích hòa đồng với mọi người và học hỏi và biết lắng nghe, đam mê với công việc. Dạ. Còn điểm yếu thì cũng có hơi chút nóng tính. Tại cái tính mình kỹ quá làm thì như trong đồng nghiệp với nhau mà làm mà thấy không có, nó hơi bừa bộn, nó không được sạch sẽ thì mình cũng hay nói. Dạ. Đó là cái nóng tính của mình như vậy. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh em là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là em có nghị lực, làm việc rất là tập trung. Đó cũng là điểm yếu của em. Nhiều khi tập trung quá em cứ bỏ quên đi mọi những cái công việc xung quanh mình đó, mình dễ quên lắm. Ví dụ như những cuộc hẹn hò hoặc là đi chơi hay gì đó em có thể là em quên đi. Dạ. Chứ hẹn người yêu đừng quên nha. Không sao em ơi, sau này có anh rồi anh nhắc chừng cho không quên nữa. Hay quá. À, em gái tình trường mình sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì thường cái mối tình mà trải qua mà chia tay thì đau khổ này kia, nhưng mà em thì chưa bao giờ đau khổ gì tình yêu nên em chưa mối tình nào. Trời ơi, em chưa mối tình nào. Trời ơi, lý do tại sao? Công việc ổn định, mặt xinh gái, có vấn đề gì mà tại sao mà không có một người nào, không có mối tình ai nào? Cũng hỏi em câu này đó chị. Bây giờ chị hỏi mới quan trọng nè, chị mai mối mà. Làm sao? Thì trước kia thì thí dụ như em có nhiều người thích em, hẹn đi ăn, đi uống cà phê đồ này kia. Và ví dụ như em đạt mục tiêu trong công việc của em cao lắm. Ví dụ như vậy thì em có thể là lãng quên. Thí dụ như em cứ khước từ xong rồi, mặc dù là mình cũng thích người đó, nhưng mà mình cứ tập trung vào công việc. Trời ơi, và sau phụ nữ đó, mà chi quan trọng sự nghiệp chi dữ vậy. Đàn ông người ta mới cần sự nghiệp, phụ nữ là ta cần mấy ấm gia đình. Và sau đó có một người bạn đó lần đó đến mời thiệp cưới em. Với nói em á, sao bà cứ để đèn đỏ hoài, tôi thấy bà đèn đỏ hoài, tôi bật đèn xanh và đèn đỏ hoài mà thôi, tôi lấy vợ luôn. Tôi lấy vợ. Rồi có bao giờ mình suy nghĩ về cái điều đó không? Mình nghĩ là mình đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội rồi. Trước giờ cũng nhiều mà chị. Đó. Dạ. À, cơ hội sẽ không đến nhiều lần. Dạ. Thế rồi tình trường của anh sao? Tình trường thì nói chung ra thì mình cũng có gian dở một lần. Dạ hả, chứ cái tuổi này tôi cũng nghi rồi, sao mà không có nhưng được. Nhưng mà nói chung ra thì cũng trục trặc giữa hai bên thôi. À, là do gia đình á. Do gia đình, nhưng mà cái duyên mình nghĩ là chắc cái duyên đến đó rồi thì nó không còn duyên nữa. Thì thôi đường ai nấy đi. Hiện nay là cũng được 13 năm. Chia tay 13 năm rồi. 13 năm. Rồi vậy mình có cháu nào không? Dạ.
không có cháu nào hết. Cưới nhau mới chưa được năm. À, cưới nhau chưa được một năm mà đã ly dị rồi, rồi 13 năm nay luôn. Bây giờ cái cô kia có gia đình mới chưa? Chắc rồi chứ ha. Mới có được hơn năm nay. À, thế rồi anh sao mười mấy năm mà không có mối tình nào? Chung ra thì mười mấy năm qua thì mình cũng có mai mối, người này kia chỉ chọc với tìm hiểu rồi mà nói chung cũng không có đi đến được với nhau. Cũng không có hợp, rồi thành ra lo công việc gỡ gì tới giờ luôn. Rồi bây giờ cái hình người mẫu lý tưởng của anh á, cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của anh là người anh muốn tìm người như thế nào? Thì người mẫu thì cũng không có đòi hỏi gì quá, nhưng dốc dáng thì chưa như em Cát Tường thì ok. Dạ trời ơi, như em Cát Tường ok rồi, tóc dài giống đó. Dài dài. Tóc dài có luôn, có tóc dài. Thì yêu cầu như vậy, nhưng mà giả sử như có tóc ngắn thì nửa sau này thì mình về mình nuôi lại cũng được, đúng không? Cũng không sao. Rồi. Tính tình nữa thì hiền, biết lễ phép với gia đình hai bên hay là với xung quanh mọi người đồ gì đó thì được rồi, chứ cũng không đòi hỏi gì mấy. Rồi, thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại, quần áo trang thì phục thích như thế nào? Phụ nữ thì chắc cũng hơi còn chút hiện đại thì hay hơn. Ừ. Anh thích trang phục gì của phụ nữ? Trang phục thì là bận áo dài là thích nhất. Bận áo dài là thích nhất. Bận áo dài là thích nhất. Đầm quấy thì cũng vẫn được, nhưng mình tùy theo cái trường hợp để mình đi. Theo anh là đi đâu thì mình sẽ bận áo dài? Giả sử như đi đám tiệc hay hội nghị gì đâu gì đó. À, chứ còn đi chơi bình thường thì cũng đâu có cần, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thế còn mình thì sao nè, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chúng em mong muốn là có một người bạn là sống có trách nhiệm, công việc ổn định, vui vẻ hòa đồng. Rồi có về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Chứ ngoại hình là ưa nhìn là được. Không có cái tiêu chí gì hết trơn hả? Dạ không. Cao thấp và tóc tai quần áo hay là cái gì đó? Dạ không, mấy cái đó mình phải chỉnh sửa sao được. Chỉnh sửa sao được? Dạ. Rồi. Như anh lỡ có thấp quá có được không em? Dạ, có những sao? Cái đâu có chỉnh sửa được đâu em. Anh nói như anh thấp quá rồi sao? Có được đó chị, nói chân. Trời ơi. Nói chân. Trời ơi, cô gan quá, nói chân rồi. Để coi cô chỉnh sửa như thế nào nha quý vị nha. À, mình có đem hình theo không? Đây, để coi. Đây, em coi trong này có anh nào em có thể chỉnh sửa được không? Mình có hình gì không? Cho chị mượn tấm hình. Dạ. Có cho người ta chút gợi ý về mình đi anh, để người ta kiếm. Ở trong đó em nhìn cũng có mấy người lớn lớn tuổi đó, đâu em đón được. Trời ơi, rồi tấm hình này làm sao mà người ta kiếm được? Em cho người ta cái gợi ý đi, đông quá mà. Hình này lâu quá rồi. Em tóc dài. Trời ơi, ai cô nào cũng tóc dài, kiếm đi. Trong đây tóc dài hơi nhiều quá. Sinh năm 82, mặt hiền. Nói chung mình chọn theo cái cảm xúc của mình cảm đi. Cảm xúc. Dạ, cái linh tính của mình, để mình thích cô nào mình chỉ đại đi. Không, chỉ đại đi. Cô nào? Cô đó phải không? Lý do sao chọn cô đó? Thì cái cảm giác thấy không phải là tóc dài, nhưng mà cái là cảm giác theo qua cái giọng nói. Trời ơi, qua giọng nói mà đoán được cho một chục cô, lựa ra được một cô. Bên này, anh nào? Sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Lý do có cái cơ sở gì? Em có cái giác quan thứ 6 sao? Cách đó em, chương trình gọi cho em là em ngủ nằm mơ, em thấy em đi phỏng vấn. À. Nhưng mà tôi nghĩ là ủa, mình đâu có gì tính đổi việc cho mình đi phỏng vấn mà người ship lại là nam. À, trong nằm mơ vậy đó. Mà giờ bộ trong giấc mơ thấy đi gặp anh đó hả? Dạ không phải, tôi như là dốc dáng cũng tự tựa vậy. Dạ. Trong giấc mơ là có cái người đàn ông luôn. Dạ. Trời ơi, hay quá, quá xuất sắc. Chắc đó là cái duyên rồi đó em ơi. Trời ơi, bây giờ Thường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai anh chị test thử xem là cái cảm giác của mình hôm nay như thế nào nha. Trời ơi, cái này ghê à. Mở cửa trái tim. Chào. Chào anh. Trời ơi, chị đoán đúng anh luôn nha. Đúng luôn hả? Đoán đúng anh luôn đó nha. Đoán sai hả? Anh là sai chắc rồi. Nhìn kỹ đi, bó hoa rất đặc biệt. Cái đó là tự tay anh làm á. Cái này hình như là gì bằng không? Cà rốt đúng không chị? Đúng rồi, bằng cà rốt. Em tặng anh. Anh cảm ơn. Cái này là sô-cô-la thể hiện sự ngọt ngào. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Mày đặt hỏi người ta rủi anh thấp thì sao nữa, cao vút vậy mà họ thách đố người ta nữa ha. À, còn cái này sao anh, vụ gì đây? Cái này thì anh muốn chứng minh cái tay nghề và cái món ăn của anh. À. Thì rằng là cái món bánh cuốn á thì nó rất là dễ làm, nhưng mà thường khi thì theo phong tục mọi người làm á, từ miền Tây và miền Trung, miền Bắc rồi họ làm theo bằng cái khuôn để tráng thôi. Còn riêng anh làm ở đây thì anh làm theo cái phong cách của nhà hàng, anh làm bằng cái chảo chống dính. À. Tuy rằng nó không biết là nó có được theo như ý muốn của em không, nhưng mà cái khẩu vị thì anh làm thì anh mong rằng em sẽ hưởng thức rồi em sẽ cảm nhận được. Mỗi ngày có người làm món cho ăn là phải vui rồi đúng không em? Dạ. Rồi em
Nhìn em gì rồi em dễ ăn lắm đó. Dễ ăn lắm. Hay là nước mắm của anh làm luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi thử đi, để em thử một miếng coi như thế nào. Mình làm bánh cuốn thì phải làm luôn cả nước mắm. Tại vì bao quan trọng ngon hay không là ở cái nước mắm á. Mà ha. Làm cầm nước mắm vô mà sớm quá tới giờ rồi nữa. Bánh cuốn mà làm bằng chảo chống dính hả? Sao? Dạ em thấy ngon chị. Trời ơi, ăn có chút xíu vậy tao ăn hết nguyên miếng luôn đi cho nó đã. Rồi. Em phải ăn kèm với miếng chả và miếng rau sống. Ừ, tại em không thích ăn chả. Giống tôi vậy trời, tôi cũng ăn bánh cuốn nước mắm dạ. Không thích ăn chả. Mà ngon phải không? Dạ. Vừa khẩu vị không? Em thì ăn chắc ngọt hơn, nước mắm ngọt hơn chứ. À, nước mắm ngọt hơn. Miền Tây dạ. Thì miền Tây. Khẩu vị hơi ngọt. Mùi nước mắm nó thơm quá, thôi tôi đói bụng quá rồi. Bây giờ tôi cũng đi kiếm đồ ăn đây. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn gọi là chả giò hải sản của nhà hàng Maria Sài Gòn ha. Đây là món ăn rất ấn tượng tại nhà hàng. Món ăn có một cái vị béo đặc trưng, hòa quyện với các loại hải sản ở bên trong. Anh chị vừa ăn uống nhưng mà nhớ là vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Rồi mời hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên em gặp anh em thấy như thế nào? Thì trong em thấy anh cũng được. Anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Dạ, vậy anh tưởng tượng em sao? Em rất là xinh. Vậy là anh tưởng tượng xấu lắm hả? Không phải là tưởng tượng xấu mà cũng như là mình cái cảm nhận của mình á. Em ở gia đình được mấy người anh em? Em có mình em với lại bé gái. Em gái, mà em gái em có gia đình rồi anh. Vì hai bác cũng vẫn khỏe. Dạ. Anh thì có 6 chị em, nhưng mà có gia đình hết rồi, có chị hai thì không chịu lập gia đình. Dạ. Thì chị hai vẫn còn ở vậy. Anh thì cha mất nay 4 mấy năm, còn dạ. Chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ thì ở dưới quê. Ủa quê anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện Bình Tân. À, Bình Tân. Có về Đồng Tháp cũng gần. Dạ. Rồi theo như em thì nếu mà thời gian, nếu mà mình có duyên với nhau thì mình bao lâu mới tính tới chuyện hôn nhân được? Cái này thời gian em cũng không có định trước đâu anh. Thì tới lúc nào nó được là mình cứ tới thôi. Rồi sao? Quan điểm anh cũng vậy. Nếu mà tại trong cái tình yêu mà nó cảm thấy đủ lớn thì mình cứ dạ. Cứ tính tới hôn nhân. Mà em thấy anh tướng tốt lắm đó nha, cao ráo nha, lỗ tai rất là phúc hậu nha. Rồi giờ đi làm việc thiện nguyện nữa là em thấy trước tiên thấy là sơ bộ là thấy ok rồi đó. Còn đi sâu xa hơn nữa là phải tùy hai người tìm hiểu chứ cái này mình cũng một lần gặp mặt thì mình cũng khó có thể nói hết được mọi thứ lắm. Theo như anh, cái quan điểm trong hôn nhân, tình yêu, gia đình thì cái quan điểm của anh, cái gì là quan trọng nhất để mà giữ một cái... Vì anh cũng đã từng gãy đổ một lần rồi đó, mình kinh nghiệm hơn bên đây. Thì theo như anh là cách nào để giữ cho cái tình yêu nó bền vững? Theo như anh thì cái tình yêu thì luôn luôn lúc nào là mình cũng phải tin tưởng với nhau và chung thủy. Đó là cái quan niệm của anh là như vậy. Nếu mà đã không chấp nhận đến với nhau thì tao còn chấp nhận đến với nhau thì phải chung thủy và thật lòng với nhau. Rồi theo như em cho anh hỏi, như công việc của anh như vậy, sau này giả sử như đi làm mà sớm về muộn thì em thấy như thế nào? Em thì em sốc độc lập lắm, thì đó là công việc của anh thôi, thì anh cứ sắp xếp mình nhưng mà đi làm nha chứ đừng đi việc đó. Thế quan trọng thì anh mới vừa nói rồi, mà giả sử như cái gì thì mình phải nói rõ chứ không, anh không chịu. Thí dụ anh đi sớm là sớm nhiêu mà về muộn như là muộn nhiêu? Công việc của người đầu bếp á thì nói chung ra anh làm bên đây á thì công ty thì cho là 7:30 làm, chiều 4:30 về, đi theo giờ hành chánh. Ừ. Nhưng mà tự nhiên mình vô mình nấu ở trong trung tâm á, rồi thấy cảm nhận thấy các bé thấy thương lắm. Rồi các bé mà 6 giờ thì các bé đã ăn sáng rồi, mà bỏ cho mấy cô bảo mẫu nấu thì mình thấy cũng làm thì thấy cũng tội. Ừ. Thành ra sáng sớm thì nói chung là hay đi sớm lắm. Sớm là mấy giờ đi? Có bữa đi 4:30, có bữa 5 giờ. Để mà nấu cái cửa ăn sáng luôn. Thì mình làm cái bữa sáng đó. Ừ. Bữa nào mà các bé ăn bánh mì, sữa thì mình đi hơi trễ lại. Đó. Còn tối hôm chiều mấy giờ về? Chiều đúng. Thì các bé ăn ở trong đó giờ muộn nhất thì 7:00 các bé mới ăn xong. Ừ. Thì nói chung ra thì chiều thì ít khi nào nở tới 7:00. À, chiều đâu tưởng có tưởng gì đâu. 5:00, 6:00 là mình đã về. Đúng rồi. Đó. Chia sớm nhau chia đồ ăn xong. Nãy giờ mình nghe mình tưởng ông nấu ăn gì chứ khuya. Không, cái khuya là tại chưa nói hết, là cũng như có tiệc á. Đi chạy tiệc thôi mà. Đúng không? Lâu lâu mới có tiệc. Tiệc cưới là vô mùa thì đi nấu tiệc cưới đầu thêm á. Thì mới có tiền là được hết, lấy nhau về thì cải thiện cuộc sống. Rồi bây giờ anh Tường có những cái lá thăm, hai anh chị hãy bóc những cái lá thăm trong này rồi mình đọc lớn lên, rồi mình thực hiện hay mình chia sẻ cho nó vui và mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Rồi bạn gái đọc trước đi. Rồi mời em đọc lớn lên nhìn Tường. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng một hành động bất kỳ. Trời đất.
Đúng rồi, đầu bếp có biết khỏe không? Đầu bếp biết có khỏe không? Yeah. Đúng không? Yeah. Rồi đó, một hành động bất kỳ anh muốn làm gì để em thể hiện. Cao thấy có cao rồi đó, yeah. Nấu ăn thấy có ngon rồi đó. Mà khỏe không? Khỏe thì có khỏe mà giờ đã. Sao em có gợi ý gì cho anh không? Vậy em muốn anh làm gì? Anh thử hít đất thử. Hít đất thử đó thì cho anh bế em lên để chụp tấm hình. Trời ơi, ổng khôn hết sợ luôn vậy đó. Ông, em bự mà em nặng. Em nặng lắm thôi vậy chị. Bây giờ mới cho ông thử, ông nhắc lên cái coi nổi không? Thôi chị, nặng lắm chị. Em té rồi. Sao té được? Anh thử hít đất trước đi, em mới tự tin rồi mới đó, bây giờ phải hít nổi người ta mới cho ẩm chứ. Giờ không hít sao ta dám cho ẩm. Ông này dám nói giờ chưa bao giờ hít đất luôn lắm nè. Có thiệt gì luôn á. Thiệt luôn hả? Thiệt. Bây giờ hít thử 5 cái thôi, hỏi thử coi không lẽ nào ông nổi. Lỡ hít không... Không được thì... Mày đừng có cười. Thì người ta biết mình yếu có gì đâu. Không biết làm sao đây. Đó, vậy đó. Một cái. Đó, đúng rồi. Hai cái. Ba cái. 4 cái, được chưa? 5 cái, rồi. Được dư sức hả chị ha? Dư sức à. Trời ơi, mặt đỏ hết trơn hết trọi rồi nè. Bây giờ có còn muốn ẩm nữa không hay là hết sức rồi? Nếu cho phép thì có. Nếu cho phép thì có. Bây giờ nãy em hứa rồi, em nói là ảnh có sức rồi mới cho anh ẩm. Bây giờ phải cho anh ẩm lên cái chụp hình chứ. Dạ, mời anh bước qua bên đây. Đứng lên đi cưng để cho anh ẩm lên cái nè. Kỳ lắm đi. Kỳ gì? Hay là lên phía trước đi, đừng dưới cái ghế. Người ta em đã có anh đỡ không? Người ta hít đất 5 cái được rồi mà. Rồi, nhớ canh chụp cho ảnh tấm hình đẹp đẹp làm kỷ niệm nha. Cho anh. Rồi, đúng rồi, ảnh vậy đó, đúng rồi. Buông cái ghế ra đi, đừng có cầm. Buông cái ghế ra chứ. Em cầm, em nhìn cái ghế làm sao. Cười quá. Anh vé được. Sao mà té được. Cái tay này tròn qua đây nè. Rồi, em phải thả lỏng ra. Rồi, vậy là nó mới lên được. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Đẹp chưa? Rồi, chưa? Ok, hợp lý. Rồi, được rồi. Nãy giờ hơi hành hạ bạn trai tôi quá nha. Tới anh, đọc lên lớn lên đi anh. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Thở hết rồi. Quá hợp lý, qua nắm tay hát bạn anh bài. Nói chung cái bài này là mỗi buổi chiều hát với mấy bé. Hát câu cũng được. Cũng được nữa. Nắm tay ảnh đi nè. Rồi. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Chờ hết rồi chị. Ủa mà câu cuối đi. La 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 la. Trời ơi, xa là nhớ gặp nhau là cười. Ủa, em quên. Gặp nhau là cười luôn đi. Xa là nhớ gặp nhau là cười. Mặc dù cái này không phải hát mà cũng phải đọc thơ. Cũng là một cái nhưng mà cái nó có ý nghĩa. Đúng rồi. Biết đâu cậu gửi gắm với anh cái thông tin mốt chúng ta là cả một gia đình. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi mời anh chị về chỗ. Thật sự hôm nay Tường cũng rất là vui đó. Bản thân cá nhân Tường thì thấy là cũng tương đối là phù hợp. Còn được hay không là phải do hai người cùng phấn đấu và tìm hiểu với cho nhau cái cơ hội. Thì đến đây thời gian cũng ngắn ngủi nhưng mà mình cũng là một cái duyên gặp thôi. Bây giờ là cái phút quan trọng. Cái nút bấm này á là nút bấm để mà kết đôi. Nếu như anh chị thấy nãy giờ cái đối phương có thể là một nửa mà mình tìm kiếm thì mình phải dành cái cơ hội cho nhau. Rồi mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các Tường á, nếu như anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút đó. Còn nếu anh chị không đồng ý thì anh chị lấy tay ra nha. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. Chị bấm nút thì rồi, cho anh nói. Cho anh nói một câu là anh với em đến đây là cũng là một cái duyên. Dạ. Thì cái chương trình này thì anh đăng ký đã lâu rồi. Thì giờ anh mong muốn lần này thì đến đây thì anh đã gặp em được vậy là cũng là cái duyên. Có thể là mình cho nhau cơ hội và để đi xa hơn. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nhấn chưa? Nhấn rồi. Mạnh vô. Cây vậy? Trời ơi đó. Mạnh đó. Đó. Làm người ta hồi hộp quá à. Được rồi, mời hai anh chị về đứng một phía bên này ạ. Rồi, nắm tay nhau đi anh chị. Bây giờ là nắm tay thật sự nha. Và để kỷ niệm cho ngày đầu tiên hai anh chị gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai anh chị dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép được không em?
Rồi, Tường xin gửi tặng cho hai anh chị, đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cho anh hỏi luôn là cái vé xem phim này mình đi lúc nào cũng được. Đi lúc nào cũng được. Rồi, đó, nha anh nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc hai người tìm hiểu nhau cho kỹ và nhanh nhanh lên. Mình cũng có tuổi hết rồi nha. Có tin vui gì thì sớm báo cho chương trình, báo cho Tường biết với nha. Cảm ơn các Tường. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Các Tường xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì bà Mai đã thành công rồi quý vị ạ. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.